đây là xe 5 này, xe 5. Cái này xe 5 nè chị 7. Thì đó xe 5 đây nè, hết này là xe 5 này, là xe chị 3 kêu chị 7. Là chị Út. Chị 3. Rồi đất ơi. Này hồi lúc này là rung rinh nè. Xin chào cả nhà, mình hôm nay lên mẫu mới nha các chị ơi. Giả váy nha. Tối nay là hàng giả váy ống rộng. Tối nay em có 6 mảnh về cho các chị nữa, 6 mảnh màu. Đẹp quá đẹp. Sao đi bà nói chuyện với chế, mười năm sau cái chế còn không nói chuyện, mười năm sau cái chế còn khóc không nói chuyện. Em chào cả nhà mình, em chào chị Kim Chánh Nguyễn ạ. Rồi bộ em đang mặc là quần giả váy màu nha cả nhà, thấy cái cổ đẹp quá. Mười mềm. Cái này em sẽ có 10 màu là 10 màu, 9 màu với một cái họa tiết hả chị? 9 màu một phong. Bà ba hôm nay không có hàng chơi. Bữa nào bà ngồi bà ba. Cái chị đẹp nhà em mua giả váy này đi rồi về lấy cái quần mặc với áo bà ba. Cái giả váy này mặc với quần bà ba đẹp nè. Cái này mai áo rộng là chết chứ nữa là. Bộ em mặc là giá 140 nha cả nhà ơi. Cái bộ em mặc là giá 140, quần giả váy nha, chất liệu vải là thun lai dông giúp em rất là đẹp luôn. Em đang mặc màu này là màu tím nha các chị ơi, các chị lên giúp em màu này là màu tím nha, tím mực. Lên với em màu tím mực ạ. Giá 140 và ba em chưa về hàng, bữa nay có giả váy giả váy màu với lại là 6 mảnh nè các chị đẹp nhà em. Mẫu đẹp quá các chị ơi, mẫu này mặc đẹp dễ mặc. Có màu đen đúng không? Có màu đen, màu xanh đen luôn. Lấy một bộ màu đen để cho quần cái. Không. Em chào chị Summit. Em chào cả nhà mình. Đứa mặc quần, đứa mặc áo nó gì. Màu đen, màu xanh đen. Em thấy cái quần dài vậy nè. Ừ, đơn này quần cắt dài. Thấy cái quần dài vậy nè. Xe mẫu này cắt dài chứ. Hôm qua mẹ em lấy cái quần xe mẫu mặc. Em lấy quần xe 4 em mặc. Trời đất ơi. Tại cái quần xe 4 xương lem của chị Thảo á, mẹ em mặc nó lưng ngắn, nó trên đây nè. Vì em mặc xe 4, em mặc xe 1. Tiếng 2 em chốt cho chị Phúc Huy Trần. Chị mơ đặng hơn 1m57 mà nặng 57kg, chị gọn người không? Nếu mà eo dưới 80 thì lấy xe 2 thôi chị. Tại chất lai dông này là nó cũng thoải mái. Em là em đang mặc xe 1 nè, xe 1 bộ này là 52kg chứ chị mặc được nè. 140. Giả váy lỡ không có ra chị Nhung Nguyễn ơi. Giả váy lỡ đây tới Tết chứ em không có hàng á chị. Tại vì mùa này em may quần dài cho mấy chị không mà em không may quần lỡ. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, màu tím đó chị ơi, lên giúp em màu tím đi. Cái này em có tổng cộng là 9 màu và em có chen vô một cái họa tiết cho các chị nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng. Hồng này là hồng đậm nha, lên giúp em màu này là màu hồng đi các chị. Em đang mặc là màu tím, cái cổ này mặc đẹp lắm các chị. Cái form cổ này mặc ở ngoài rất là đẹp luôn. Tím size số 2 cho chị Sammy. Xe số 2 vừa nếu chị gọn người chị lấy xe 2 thôi chứ em dưới 80 lấy xe 2 giúp em được rồi. Tại này là chất lai dông, cái form em thấy nó thoải mái hơn là cái bông. Ví dụ bông thì các chị mặc xe 3 nhưng mà màu thì mình có thể mặc xe 2 được rồi. Màu lai dông này nè. Em cảm ơn chị Minh Thùy. Mua đi em đi chị Kim Chánh Nguyễn ơi, mẫu này đẹp lắm á. Rồi lên với em màu này là màu xanh rêu. Đẹp quá đẹp luôn, màu xanh rêu. Quần này về các chị có thể là coi cái nào mà áo bà ba của mình ở nhà mà hợp đó. Các chị mặc với áo bà ba giúp em rất đẹp luôn nha.
Rồi lên giúp giùm em cái này nha các chị, màu xanh rêu, mua một mà được hai luôn đó cả nhà, màu xanh rêu giúp em nha, chốt em màu xanh rêu. Rồi cái này là họa tiết nè. Lên với em mã này là mã nâu. Trời nó đẹp cái chớ ơi. Lên với em mã nâu nha, vải nó mịn ghê luôn đó chứ. Đấy ha. Ơi vải này đẹp chứ chị. Lên với em mã này là mã nâu nha các chị, mã nâu. Họa tiết lên cũng đẹp. Chốt em mã nâu các chị, mã nâu. Nâu. Rồi mã đỏ. Đỏ này nó không có tươi lắm nha các chị, dạng như đỏ mà màu nó hơi trầm xuống, nó không phải là đỏ tươi, đỏ như đỏ thấm vậy đó, đỏ trầm trầm xuống. Lên với em màu đỏ nha, chốt em mã đỏ. Kèm size giúp em nha, đỏ. Rồi đen. Từ size 1 đến size 6. Size 1 là 52 kg, size 2 là 57 kg. Size 3 là 62 kg ha, size 4 là 67, size 5 là 72 kg và size số 6 là cho các chị 77, 78 kg cái nhà mặt giường. Với điều kiện là các chị cao 1m5 trên 1m55 giúp em, 1m56, 57 trở lên giúp em mà gọn người ha. Còn ví dụ như là các cô mà có tuổi tí xíu mà bữa giờ mình mặc size nào thì mình cứ chốt y chang cái size đó giùm con. Giá 140.000 một bộ chị, phí ship là 20.000 trên một đơn. Nâu 2 cho chị Phúc Huy Trần. 57 kg, cho em cái chiều cao đi chị Nguyễn Tâm. Cho em chiều cao đi chị. Bộ này 140 cái chị, đen 4 cho chị Hoa Lê. Không, họa tiết em có bộ này hả chị, còn như là nó là màu ha. Cái này nè, có một bộ họa tiết một. Đen 4 cho chị Hoa Lê, đen 2 cho chị Phúc Huy Trần. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà, màu đen nha, lên giúp em là đen. Kiểu này các chị nhìn đơn giản nhưng mà rất là đẹp, mặc lên rất là đẹp nha các chị. Đen 4 cho chị Nguyễn Hoàng. Đỏ 4 cho chị Hồng Minh. Trời ơi màu này màu hồng ruốc nè các chế. Màu hồng ruốc nhưng mà ruốc này là ruốc nhẹ, các rất là đẹp luôn. Lên với em màu hồng ruốc nha, màu hồng ruốc. Chốt em màu hồng ruốc. Rồi màu xanh đen. Em có màu xanh đen cho các chị luôn. Em đưa đây thì chị nhảy vào cảnh đi. Chị lấy đi. Bộ em mặc là giá 140.000 nhưng mà chị Nguyễn Nhỏ là có đơn hàng bơm ở bên em rồi, chế nên em không có bán lại nữa nha. Rồi lên giúp em màu xanh đen giúp em đi cả nhà, chốt em màu xanh đen nha. Đen 3 cho chị Nguyễn Tâm. Ok, chế Nguyễn Tâm, họa tiết. Họa tiết là mã nâu á. Chị Hồng Minh. Lên với em mã này là mã nâu đi chế. Cái bộ ghi có một cái họa tiết này thôi, chị lên giúp em mã nâu nha, nó là màu nâu rất là đẹp luôn. Nâu đi với đen, cái màu này đẹp lắm. Lên giúp em mã nâu. Chị lấy lên giúp em mã nâu nha. Rồi, màu cuối cùng là màu tím đậm. Lên với em màu này màu tím đậm, cả nhà màu tím đậm. Nâu 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Ok chị Diệu Trịnh. Đây chế màu hồng phấn nha, màu hồng phấn. Ok. Rồi màu này lên giúp em là màu tím đậm cả nhà. Hồi nãy em có tím mực, em đang mặc là tím mực ha. Cái này là tím đậm giúp em. Các chị nhớ lên cái tím cho nó chính xác nha, để thôi là bên em lấy lộn đó. Tím mực. Em đang mặc là tím mực, em đang cầm là tím đậm. Rồi, chốt cái này. Không chị không có quần lẻ. Đen 1 em chốt cho chị Diệu Trịnh. Chị Diệu Trịnh chốt đen 1 là chốt bộ em đang mặc đúng không? Đen phải không chết? Chị lấy bộ đen là bộ em đang mặc, còn bộ hồng phấn mới là lấy bộ thiêu đúng không? 63kg mặc size 4 đó, chị Nguyên Lê. Tím đậm size 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Giả váy bông em còn hàng 100, em còn hàng 100 mấy rồi chị. Em còn hàng 170, 180 rồi. Rồi em dơ lại màu cho các chị vào sau một lần nữa nha. Màu này lên với em màu tím đậm. Chốt em màu tím đậm cả nhà, màu tím đậm rất là đẹp luôn cả nhà mình ơi. Dạ rồi ok chị, 140.000 một bộ chứ ơi, quần giả váy chốt không lay đông giúp em nha. Rồi màu này lên giúp em màu xanh đen, cái màu xanh đen này đẹp lắm đấy chị. Cái màu xanh này nó gọi là màu xanh gì ta, không phải màu xanh, không phải màu xanh đen giống như xanh trước giờ. Giống như màu xanh Na Uy vậy đó, đúng rồi, chính xác là màu xanh Na Uy. Rồi màu xanh đậm giúp em nha, màu xanh đen chứ. Xanh đen size số 2 cho chị Phạm Thí Phượng, tím đậm size số 3 cho chị Sam Mít. 140.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn cả nhà. Cái màu hồng ruốc này nó rất là đẹp luôn nè các chị. Nó là màu ruốc nhạt á, cái màu này rất là đẹp. Lên với em màu này là màu hồng ruốc nha, màu hồng ruốc. Ok, đen em đang mặc cho chị điều chỉnh rồi. Tím cẩm,
không có tím chẩm chứ, em có tím mực chứ là tím đậm mà không có tím chẩm. Cái lại là cho em cân nặng chiều cao nha chị Anh Hoàng. Đỏ 4 em chốt cho chị Thương Hoài. Đen 4 nha chị Hồng Minh. Rồi mã này là mã nâu nha. Bộ này lên với em mã nâu, cái bộ này rất là đẹp luôn, vải nó đẹp cực kỳ luôn đó chị, nó mịn lắm, sao như nhung nhung vậy đó. Lên với em mã này là mã nâu nha, lên với em mã nâu. Rồi lên với chùm em bộ này màu đen. Chốt em đen. Về chị nào có mà mua bà ba rồi thì về tận dụng giúp em luôn, lấy quần này mặc với bà ba nha, cả nhà đẹp lắm đó. Xuất sắc luôn. May giá cao lên, dáng rất là đẹp. Rồi lên giúp giùm em cái này nha. Chốt em màu này là màu đỏ, lên giúp em mã đỏ cái chị, mã đỏ. Tiếng đậm size số 1 cho chị Kiều Phương. Rồi màu này lên giúp em màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu nha, màu xanh rêu. Lên giúp giùm em là màu xanh rêu cái chị, chốt em màu xanh rêu. Rồi lên giúp em màu xanh rêu nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng đậm, tím đậm size số 1 cho chị Kiều Phương rồi đó. Giả váy bông hết rồi chị ơi. Cái gì mã vàng rêu đó em hết rồi nha chị Diệu Trịnh. Hôm qua em sale hết rồi. Rồi lên giúp giùm em mã này cho chị, lên giúp em mã này là mã hồng, lên giúp em màu hồng đậm. Hồng đậm giúp em nha, nâu số 5 cho chị Thu Duyên. Nâu số 5 em chốt cho chị Thu Duyên. Rồi em đang mặc là tím mực đó chị. Rồi em mặc lại từng bộ cho các chị xem. Rồi em đang mặc là tím mực nha, giá 140 rất là đẹp luôn. Hết rồi. Vàng rêu hả? Ủa cái mã gì chị hỏi em mã gì? Beo vàng hả? Beo vàng không? Beo vàng em đâu có nhớ mẫu nào là có beo vàng đâu. Beo vàng là cái mẫu em sale rồi đó, không có còn size số 1 chứ. Cái mẫu đó không có còn bộ nào size 1 hết. Có nhiều quá chị hỏi em cũng không nhớ. Mà cái chỉ có mã beo là em hết rồi. Cái hàng sale đó em hết rồi. Mã nâu tím mực size số 4 cho chị Thi Cúc Cao. Chị cho em cân nặng chiều cao đi chị Anh Hoàng ơi. Chị Lê Phượng ơi, chị lấy bộ tím là tím mực hay là tím đậm chị ơi? Cái bộ em mới vừa cởi ra là tím mực. Còn tím đậm là nó cái màu nó đậm như màu măng cục vậy đó. Hồng đậm size số 2 cho chị Phúc Huy Trần. Tại em có hai cái mã tím nên là cái chị phải lên chính xác giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng đậm đi các chị. Màu hồng đậm nha, giá 140.000 một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Các chị mua từ 4 bộ trở lên chuyển khoản cho em 100% thì em miễn ship cho các chị đẹp nhà em nha. Rồi lên giúp giùm em màu này các chị, chốt em màu hồng đậm. 1m55 65kg thì mặc size 4 chị. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu đi chị ơi. Rất là đẹp luôn, màu xanh rêu nha. Chốt em màu xanh rêu. Không có ống ôm chị. Mẫu này em chỉ ra quần giỏ váy thôi. Em ít có ra quần ống ôm lắm. Lên với em màu này nha, lên với em màu xanh rêu. Quá đẹp luôn các chị. Chốt em màu xanh rêu hồng đậm size số 1 cho chị Diệu Trịnh. Chị Nguyễn Ngõ ơi, em chị có đơn hàng bơm ở bên em rồi, em sẽ không có bán lại nha. Màu tím mới mặc là tím mực nha chị Lê Phượng ơi. Em lấy cho chị Lê Phượng một bộ màu tím mực size số 4. Màu đen size số 3 cho chị Lê Ngọc. Xanh rêu size số 4 cho chị Anh Hoàng. Đen 4 em chốt cho chị Đỗ Hạo. Rồi chốt giúp giùm em bộ này cho chị. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi, màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu nha, xanh rêu. Đẹp lắm luôn. 140.000 một bộ chị. Chốt phun lai dông giúp em ha. Quần giả váy. Ôi cái màu đỏ. Xanh rêu xe số 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Ôi cái màu đỏ này đi em chơi. Ôi về mặc cái áo
cái áo màu 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 đỏ rồi gì hôm bữa nè. Trời ơi, hoặc là cái áo mà mãi trắng rồi đó nha. Cái quần màu đỏ vô cho em. Rồi lên với em mã đỏ nha cả nhà. Đỏ này nó không có tươi nha cả nhà. Đỏ này là cái màu đỏ bình thường của mình đó. Rồi lên với em mã đỏ nha, mã đỏ. Giá 140.000 một bộ chị. Phí ship là 20.000 trên một đơn. Lên với em này ạ. Mã đỏ với em cả nhà, mã đỏ. Em là 1m58 nha, em 48kg. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đi cái chị, mã đỏ. Đẹp quá đẹp. Xanh riêng size số 2 cho chị Thi Cương Quỳnh. Mặc size số 3, màu đen size số 3 cho chị Nguyễn Thị Liễu. Rồi lên giúp em màu đen nha. Cho em cân nặng chiều cao chứ ơi, em không có bán theo size XL nha. Cho em cân nặng chiều cao rồi em lấy size cho. Chị Huỳnh Hồng Thi size số mấy chứ ơi? Cho em cái size mới được nha. Có đen chứ, em đang mặc đen luôn. Rồi lên giúp em màu đen. Đen kèm size giúp em cái chị đen. Chị Thiên Kỳ áo cưới nha. Khách mới cho em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại đi chị. Đen size 4 cho chị Nguyễn Thủy. Hết. Ủa, đen 4 hết rồi chị Nguyễn Thủy ơi, quên. Đen 4 em hết rồi chứ ơi. Em còn đen 1, 2, 3, 5, 6 nha. Hết 4. Chị Huỳnh Hồng Thi 1m55, 52kg gọn người không? Chị Huỳnh Hồng Thi gọn người thì em lấy cho chị size 1 thôi. Size 67 nặng 63kg. Size số 3, đen 3 cho chị Tình Phụ. Trời đất ơi chứ ơi. Buồn vậy. Đen đen, đen 3 cho chị Tình Phụ lên giúp em số điện thoại chị Tình Phụ. Đen 2 ai mà dám phụ tình chị gì. Lên giúp giùm em à, lên giúp em số điện thoại chứ ơi. Đen rồi, đen 2 hết luôn chị Sam Mix ơi. Có chị Sam Mix có. Ủa có hả? Em bấm đi em chưa? Rồi. Đen 2 chị Sam Mix có nha. Đỏ 4 cho chị Thu 6. 140.000 một bộ rồi, ok chị Nhung tiếp, chờ em tí xíu. Đen 5 cho chị Thanh Nguyễn. 140.000 một bộ, chị Nhung Ngô ơi. Em thấy số điện thoại của chị Tình Phụ. Đen 2 hết, chị Thích Female. Đen 6 cho chị Phượng Thúy. Đen 5 cho chị Thu Duyên. Rồi, lên giúp em màu đen. Bộ này là bao đẹp luôn nha. Cái chị không chốt được màu đen thì cái chị có thể chuyển qua màu xanh đen cũng rất là đẹp nha các chị. Màu xanh na uy á, đẹp lắm. 1m6, 52kg. Đen size số 1 cho chị Nguyễn Thảo. Đen 3 cho chị Nguyễn Kim Phượng. Em thấy số điện thoại của chị Thiên Kỳ áo cưới. Chị là hết đen 3. Là em hết đen 3 luôn. Cái chị không chốt được màu đen, cái chị chuyển qua màu xanh đen giúp em cũng rất là đẹp. Đen 3 hết luôn rồi. Chế Lê Hiếu ơi, chế đã chậm rồi. Để em mặc màu xanh đen cho các chị xem nè. Màu xanh na uy á các chị, cái màu này lâu lắm rồi em mới có lại nè. Cái màu này mặc rất là sang nha. Cái màu này mặc cực kỳ sang luôn. Màu đen cái chị không mua được cái lô này, cái chị chờ lô khác cái chị mua, nhưng mà cái màu xanh na uy này lâu lắm rồi em mới có lại. 52kg nó. Lên với em màu xanh đen nha, màu xanh đen. Đen size số 5 còn không em? Còn. Đen size số 5 cho chị Phượng Thúy. Ok chứ Phượng Thúy. Đen size số 1 cho chị Nguyễn Thị Bích Ngọc đó. Ờ còn một chị Ngọc đó. Chốt màu đen không được cái chị đẹp qua màu xanh đen giúp em đi, rất là đẹp luôn. Màu xanh đen giúp em nha. Cái màu này nếu mà thường em gọi nó sẽ là màu xanh na uy đó các chị, đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em màu xanh đen giúp em nha. Màu xanh đen kèm size giúp em với chị. Riêu với xanh đen size số 2 chốt cho chị Phạm Lộc. Ok chứ Phạm Lộc. Rồi lên giúp giùm em màu xanh đen các chị, màu xanh đen. Rất là đẹp luôn, xanh đen size số 3 cho chị Đình Phạm. Xanh na uy size số 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Ok các chị lên xanh na uy cũng được, màu xanh đen cũng được. Rất là đẹp, cái màu này lâu lắm rồi em mới có lại đó các chị. Chất liệu loay dông, bữa giờ em không có màu này. Mặc size số 3 chị Huệ Trần ơi, nếu mà chị gọn người chị mặc size số 3 thôi. Cái mét 65 này 62kg gọn người thì lấy size 3 thôi chị. Tại vì cái thun này á, là thường nó sẽ, ví dụ bông á, thì chị mặc size số 4. Nhưng mà ví dụ như cái này chị cao tới mét 65, chị 62kg gọn người thì lấy size 3 giúp em nha. Dạ không nha chị Nhung tiếp rồi. Xanh đen 67kg, xanh 5 em chốt cho chị Kim Vinh Thu. Xanh đen xe số 3 cho chị Đâm Đấm.
Đây em đang lên đồ bộ này chứ. Cái này gọi là đồ bộ đó. Bộ giáo máy nha, chuẩn bị. Em bữa nay em tối nay em sẽ like cho các chị là hai mẫu mới về, là quần giả váy em đang mặc với lại mẫu 6 mảnh nha. Mẫu 6 mảnh đợt này em về toàn là màu sáng nè. Còn cô Tông Mịnh thì em hẹn các chị trưa ngày mai em like nha. Cô Tông Mịnh thì trưa ngày mai. Rồi màu nâu. Được một bộ mã họa tiết này là nó là mã nâu giúp em. Cái bộ này giải rất là đẹp luôn đó chị. Mã nâu giúp em nha. Mà đẹp lắm. Lên với em mã nâu đi cái chị, mã nâu. Đỗ Kim Hồng. Ý chị Đỗ Kim Hồng là hỏi em lên đồ bộ là lên đồ gì vậy chứ? Cấp tân hay là đồ gì có 6 mảnh nha. Rồi mã nâu giúp em cả nhà ơi. Quá chị đẹp cái mã nâu này luôn. Mã nâu ha, giá 140.000 một bộ. Phí ship là 20.000 trên một đơn. Em đang mặc cho các chị là quần giả váy. Đâu có thấy đơn của chị này đâu. À? Chị đưa cho em vậy. Thiên Kỳ áo cưới, ta bấm ta lấy số điện thoại hay gì mà. Hồi nãy chị chốt cái gì vậy? Nãy chị chốt. Thiên Kỳ áo cưới. Là chưa chưa bán. Nâu 3 cho chị Phan Châu, nâu 5 cho chị Đặng Thu. Một bộ xanh đen size số 4 cho chị Thi Cúc Cao. Xanh đen. Mã đỏ size số 3. À, là cái chỉ là mã đỏ thôi, chị Thiên Kỳ áo cưới. Mã đỏ size số 3. Em bấm tới đâu rồi chứ, mã nâu tới đâu rồi? Mã nâu ai với ai? Mã nâu Phan Châu. Mã nâu 5 này, nâu 5 cái chị Đặng Thu á. Phan Châu với Đặng Thu. Nâu 4 cho chị Hoa Lê. Nâu 5 cho chị Thanh Nguyễn. Nâu 5 cho chị Thảo Lan. Nâu 4 cho chị Nguyễn Thủy. Chị là hết nâu 5 nha chị. Nâu 3 cho chị Nguyễn Hà. Chị Nguyễn Hằng 60kg cao bao nhiêu vậy chị đẹp? 140.000 một bộ nha chơi. Quần giả váy giúp em, phí ship là 20.000 trên một đơn. Các chị mua từ 4 bộ trở lên chuyển khoản em miễn ship cho các chị, chuyển khoản 100% miễn ship. Nâu 4 cho chị Lê Phượng. Chị Nguyễn Hằng ơi, 60kg cao bao nhiêu vậy chị? Bấm cái điều của chị này mã đỏ hay là lấy cái này luôn với chị em đỏ lấy luôn. Em lấy viết mã đỏ. Rồi lên với em mã nâu đi các chị. Quá trình đẹp luôn. Cái này ở ngoài các chị nhìn còn đẹp hơn ở trên live nữa. Ở trên live là mấy cái lằn này nè, các chị thấy nó hằn lên rõ đúng không? Cái nào ra cái đó, còn ở ngoài nó sẽ gọi là nó, các chị nhìn không có thấy lằn ngang vậy nha. Nhìn nó rất là hài hòa những cái họa tiết với nhau. Nó rất là đẹp. Nâu 2 em chốt cho chị Hồng Duyên. Nâu 5 còn không đấy? Hết rồi chị. Nâu 5 em hết chị Thu Trần ơi. Nâu 5 em hết rồi, cái đẹp nâu hiện tại em còn 1 2 3 4 6. Nâu kèm tay với em chị đơm đớm rồi. Chị Huệ Trần 62kg cao bao nhiêu chị ơi? Cho em xin cái chiều cao. Khách mới nè, khách mới phải lên cân nặng chiều cao nha. 56kg cho em chiều cao luôn. Phải cho chiều cao em mới biết cân size ha. Rồi màu này lên giúp em là màu hồng ruốt đó chị. Hồng ruốt, ruốt này là ruốt nhạt thôi nha. Cái chị rất là đẹp luôn. Chốt em màu hồng ruốt. Đã hết chị sò vô xuống cái tài. Màu 6 em chốt cho chị Thu Trần. Chị đơm đớm mã nâu size số 3. 56kg cao 1m56. Gọn người thì lấy bộ này size số 2 thôi. Chị Diễm Nguyễn ơi, nếu mình không có lớn tuổi ha, lớn tuổi là trên 60 tuổi rồi đó, thì mình lấy size số 32 giúp em. Còn nếu mà lớn tuổi thì lên size số 3. Gọn người thì lấy size số 3 thôi, size số 2 thôi. Hồng gút 6 cho chị Đặng Thu. Một xanh riêu với một đỏ, không có đỏ đô chị Phạm Toàn ơi. Cái màu đỏ đó là đỏ bình thường, nó không phải là đỏ đô chứ. Cái màu đỏ đó là đỏ bình thường, không phải là đỏ đô chứ đẹp. Em lấy cho chị được không? 1m65-62kg là chị Huệ Trần xe số 3. Rồi nâu 3 cho chị Huệ Trần. Hồng rút xe số 5 cho chị Kim Vĩnh Phương. Nâu 2 cho chị Diễm Nguyễn. Chị Hồng Duyên lấy mã hồng đậm hay là hồng ruốt? Ví dụ như em đọc hồng ruốt thì cái chị lên giúp em là hồng ruốt nha. Tại vì em còn cái mã hồng đậm nữa. Cái chị chấn hồng không em không biết là cái chị muốn lấy bộ nào nha. Hồng ruốt xe số 2 cho chị Kitty Mel. Hồng ruốt xe số 5 của chị Đặng Thu, đổi là hồng ruốt 5 đấy.
màu đó không phải màu đỏ mận luôn, màu đỏ mận nó đậm hơn nữa chứ. Cái màu đó là đỏ, đó là đỏ bình thường, nó không phải là đỏ tươi nha. Nó không phải là đỏ tươi mà nó không phải đỏ mận mà nó cũng không phải đỏ đô luôn. Đó, nó là đỏ bình thường thôi. Hồng rút xe số 2 em chốt cho chị Hồng Duyên. 140.000 một bộ chị Mai Trần ơi. Hồng rút 4 cho chị Lê Phượng. Hồng rút xe số 2 em chốt cho chị Nguyễn Hương. Đây cái màu đỏ của nó là đỏ bình thường chứ ơi nè. Nó không phải là đỏ mận luôn. Cái màu đỏ mận nó sậm hơn tí xíu nữa. Mà nó cũng không phải đỏ đỏ tươi nha. Đó, đỏ bình thường vậy nè. Rồi chốt em mã đỏ thôi. 50kg cao 1m56 mặt size số 1. Em có một cái màu đỏ, một hà đâu có cái màu đỏ nào nữa đâu chết. Có một cái màu đỏ duy nhất. Màu đỏ với màu hồng đậm chứ không có màu đỏ nào nữa hết nha. Rồi màu này màu tím đậm giúp em cái chị. Màu cuối cùng là màu tím đậm. Lên giúp em màu tím đậm nha, màu tím đậm. Hồng rút xe số 2 chị Nguyễn Hương không có. Chị Nguyễn Hương ơi, chị Nguyễn Hương chốt qua màu khác giúp em nha. Chị Hồng Nguyễn Hương không có hồng rút 2. Rồi lên giúp em màu tím đậm đi cái chị, màu tím đậm. Em còn, nhưng mà quan trọng là chị mua cái mẫu gì thôi nha chị. Chị Diệu Chỉnh, bây giờ chị hỏi em chị nói cái mã beo vàng là em đã trả lời chị rồi, là cái beo vàng em không có còn size số 1. Bộ hôm bữa em sale xuống rồi đó, còn trăm mấy đó. Và cái bộ đó là chỉ có cái đó là beo vàng thôi, nó không có còn size số 1 như chị hết trơn rồi. Để nói chung với cái mẫu vàng riêu đó. Tiến đậm size số 5 cho chị Kim Vĩnh Phương. Đâu có màu đỏ nào nữa đâu chị Phạm Toàn. Em nãy giờ em có mặc có một cái mà chị, màu đỏ với màu hồng thôi, làm gì có màu đỏ khác. Chị Nguyễn Thủy Hồng rút xe số mấy chứ ơi. Chị mua chị chịu khó chị coi like đi chị Diệu Chỉnh ơi. Bây giờ tại vì hàng em đã sắp vô hết trơn rồi, bây giờ chị hỏi em không có lấy ra cho chị coi được đâu. Em like mẫu nào là nó ra mẫu đó nha. Không có đi kiếm hàng cho mấy chị mà chị hỏi mẫu này cái em phải lấy mẫu này ra cho mấy chị, lấy hỏi mẫu kia lấy mẫu kia ra cho mấy chị coi được. Nên là chị chịu khó chị coi like giùm em đi nha. Rồi mình chốt tiến đậm xe số 3 cho chị Đơm Đớm. Chị hàng đã sắp vô hết trơn rồi mấy chị, bây giờ lấy là phải moi ra rồi phải kiếm hàng cho mấy chị nữa. Đó là thường là mẫu là em sẽ like lên từng mẫu rồi mấy chị coi mấy chị chốt giùm em. Chị Nguyễn Tho ơi, chị gọn người không? Chị Nguyễn Tho gọn người không mà gọn người thì em lấy xe 2. Tiến đậm xe số 2 cho chị Nguyễn Nguyễn. Hồng rút 4 còn không đó. Hồng rút 4 cho chị Nguyễn Thủy. Tiến đậm xe số 2 cho chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Tho gọn người thôi, chị Nguyễn Tho ơi. 1m56 nặng 62kg. Chị gọn người thôi, chị Phạm Hằng ơi. Gọn người thì lấy xe số 3, còn tròn người thì lên tròn người hoặc lớn tuổi thì lên xe số 4 giùm em chị. Một bộ tím đậm xe số 5 cho chị Cúc Nguyễn Thị Hồng. Rồi em lên loại màu cho mình nè. Màu em đang mặc là màu tím đậm nha các chị, màu tím đậm. Tại vì bộ này là chất liệu vải nó là lai dông nên là nó co giãn nhiều hơn cái hàng bông. Nên là em hỏi mấy chị gọn người hay gì để em biết em lấy size về cho mấy chị mặc vừa. Còn ví dụ như là cô nào mà đã mua bên em quen rồi á, lớn tuổi mà mua quen rồi thì size nào mình mặc size đó. Còn mấy chị mới á thì nhớ cho em biết cái tạng người để em biết em lấy size. Hồng rút size số 4 cho chị Mai Trần. Tiến đậm size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Thanh. Rồi em dơ màu lại cho các chị xem nha. Màu em đang mặc là màu tím đậm. Màu này lên giúp chị em là màu đỏ cả nha. Màu đỏ nha. Rồi màu này là màu hồng rút. Màu hồng rút này quá đẹp nha. Rồi chốt em màu này màu hồng rút các chị. Chốt em màu hồng rút.
Rồi màu này lên giúp em là màu nâu. Có một cái họa tiết nó chen vô lên giúp em mã nâu. Cái họa tiết này ở ngoài là em bao đẹp cho các chị luôn á, các chị mua đi vải nó cũng đẹp nữa. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp em là mã nâu nha các chị, mã nâu. Rồi lên giúp giùm em cái này là xanh đen. Xanh đen hoặc là xanh nâu y giúp em nha, xanh đen hoặc là xanh nâu y. Rồi các chị đẹp chốt giúp giùm em ạ. Xanh đen hoặc là xanh nâu y. Không, bữa nay không có đồ bà ba. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Phạm Hằng ơi. 1m56, 62kg, nếu mà chị gọn người thì chị lấy xe số 3 thôi nha. Cái gì mà vòng 1 194 chứ. Vòng 1 194 rồi. Cho em cân nặng chiều cao chị Nguyễn Tho ơi, vòng eo 80 thì mặc size 3. Rồi chị Nguyễn Tho là một bộ tím than size số 3. Ủa tím đậm đó, là tím đậm, đậm đó. Bộ tím đậm size số 3 cho chị Nguyễn Tho. Nâu 2 em chốt cho chị Đào Phan toàn đúng rồi. Chị 1m65, 50kg mà size số 1 nha chị Hằng ơi. Chị Hà gì nè, chị Hà Nguyễn hay gì nè chị. Rồi lên giúp em màu này là màu đen các chị, màu đen. Chốt em màu đen ha, màu đen. Rất là đẹp. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu đi các chị, quá đẹp luôn. Màu xanh rêu hoặc là màu xanh lính giúp em nha. Xong làm gì mà cây cây tôi nó cứ quả một bên hoài vậy trời. Hả? Cái đó là gì đó. Tôi phải qua đây. Đứng một hơi là mất tiêu người mẫu luôn. Là đồ. Lên giúp em màu xanh rêu các chị, màu xanh rêu. Trời trong đây mà ra giữa đường ngồi với chị. Màu xanh rêu, đưa nó vô trong đó nó bị khuất đó, ta thua. Rồi lên giúp em màu này nha các chị. Dạ bữa em chỉnh lại làm trong ra ngay chút chữa thì dễ dòng hả? Chốt em màu tím mực các chị, màu tím mực ạ. À. Em đang mặc là màu tím đậm nha, em có màu tím mực nữa. Chị nào thích màu sáng hơn thì lấy màu tím mực. Nâu 1 cho chị Sang Lê. Đen 3 em hết ạ. Màu xanh đen thôi. Rồi màu hồng đậm giúp em cả nhà. Chớ em màu hồng đậm ạ. À. Màu hồng đậm. Rồi hết nha cả nhà, em có bao nhiêu màu đây cho các chị đó. Các chị muốn em mặc lại màu nào thì em mặc màu đó hết đi. Lên giúp em màu tím đậm các chị ơi. Rồi các chị muốn em mặc lại màu nào thì nói em mặc lại nha. Giá 140.000. Phí ship là 20.000 trên một đơn, rất là đẹp luôn. Tiếp đậm xe số 2 cho chị Liên Thủy. Một tím đậm với một tím mực size số 4 em chốt cho chị Hồng Diễm. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng đậm nha, màu hồng đậm. Một bộ tím đậm size số 3 em chốt cho chị Phạm Hà. Rồi chốt giúp em đi cả nhà, màu này màu hồng đậm, màu nào cũng đẹp hết các chị ơi. Ủa này rất là đẹp. Tím đậm size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Hương. Ủa nãy chị Nguyễn Hương có tím đậm 2 rồi mà. Em nhớ rồi.
Tí làm xe số 2 chị Nguyễn Hương có rồi nha chị ơi, đừng có chốt bị trùng đó. Em thấy số điện thoại của chị Phạm Hằng. Rồi chị Ánh Tiên là có số điện thoại rồi. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, màu hồng đậm. Rất là đẹp luôn ạ, màu hồng đậm, chất liệu vải thun lai dâm chị. Rồi màu xanh riêu. Hôm qua em lấy cái này mẫu sắc mảnh cho chị đi cho em. Rồi lên giúp em màu này, màu xanh riêu các chị, màu xanh riêu. Cái màu có nằm ở ngay góc cho nó giật. Đây là màu xanh riêu này chị, rất là đẹp, màu xanh lính đó. Rồi chốt em màu xanh riêu. Chốt em màu xanh riêu, màu xanh riêu với chị. Xanh đen xe số 5 cho chị Trương Phượng con không chứ. Xanh đen xe số 5 cho chị Trương Phượng. Hồng rút xe số 2 em hết rồi chị Hiền ơi. Xe số 2 em còn đỏ, xanh đen, xanh riêu, mã nâu, tím đậm với hồng đậm. Hết hồng rút 2 rồi. Rồi em qua mẫu 6 mảnh cho các chị nha. Lai này sáng ngày mai gọi như chị Hồng Diễm. Dạ em không có size 80kg chị. Chị có đơn hồi chưa thì chị nhắc mấy bạn chốt đơn giùm em nha chị ơi. Nhắc mấy bạn chốt đơn giùm em. Xanh riêu 6 cho chị Ánh Tiên. Nâu 5 còn không đó? Còn. Nâu 5 cho chị Nguyễn Thanh. Rồi, nâu 5 hết rồi. Nâu 5 hết rồi chị Nguyễn Thanh rồi. Nâu 5 em hết rồi. Rồi em lên bộ 6 mảnh cho các chị nha, 6 mảnh màu. Quần áo nhỏ nha các chị. Mảnh cái cục cái đầu gối em ra chị cắt cho tôi. Rồi 6 mảnh màu giúp em nha. Rất là đẹp luôn. 6 mảnh màu. Bộ này form nhỏ nha mấy chị. Size 1 50kg, size 2 55kg, size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70 và size thứ 6 là 75kg. Thường là 6 mảnh là form nó sẽ ôm ha, form nó gọn, không có form bự. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp chùm em mã này là mã xanh lá nha các chị ơi, xanh lá. Bộ này em cũng có từ size 1 đến size 6 cho các chị luôn. Bộ này là giá 125 các chị. Em bán cho mấy chị giá 120. Đen số 3 là chị Ngô Lan lấy đen nào vậy chứ? Đen giỏ váy hả? Đen 63kg đúng không? Đen 63kg là đen 4 mình còn không đấy? Đen 4 em hết rồi chị Ngô Lan ơi. Bộ em đang mặc em bán cho mấy chị giá 120 thôi các chị. 120. Rất là đẹp. 6 mảnh nha, 6 mảnh màu. Chất liệu vải thun lai dông luôn rồi nha. Quần ống nhỏ. Chị An Lê sắp tới lên cân nặng chiều cao, kèm số điện thoại giúp em đi chị. Xanh đen quần giả váy size số 3 cho chị Tiền Kim. Còn không chắc?
size lá, size số 6 cho chị ấm tim. Kèm size với em chị Băng Mùi ơi. Xanh lá, size số 1 cho chị Băng Mùi. Rồi lên cho em mã xanh lá nha các chị, xanh lá em mới lần xanh 1 đó. Xanh lá 6 mảnh size số 2 em chốt cho chị Kim Hồng. 1m5552 kg mà size 2 bộ 6 mảnh nha chị Huỳnh Hồng Thi nha. Chị Đông Bùi có số điện thoại rồi, khỏi lên số điện thoại lại nữa chứ ơi, lên nhiều quá nó bị sai. Chị Phạm Hằng đổi thì bây giờ chốt nhồi lên giùm em đi chị nha. Sao chị để là eo của chị có 77 thôi. Eo 77 là mặt size số 3 là dư dữ lắm rồi đó, là nó rộng rãi rồi đó nha. Còn cái quần giả váy á, là cái quần giả váy đâu có sợ chập cái mông. Cái mông nó bằng kia luôn, chị mặc bao nhiêu cũng vừa. Giá sao có 1 cục này giá? Sao có 1 cục hả? Có cục, cái kia size 3 với size 4 trong đó không có lộn đâu, chị coi rồi. Có 1 cục hả? Để nó không đủ màu hả? Vậy là có 1 cục là nó không đủ rồi đó. Có 1 bộ nó, vậy là không có. Em thảy lại đây luôn, thảy lại đây sắp luôn đi. Ở dưới là thảy lên hết rồi đúng không chị? Ừ, hết rồi. Rồi vậy là xanh lá em không có size số 6 rồi chứ. Thôi chị cho cái em cua có 77 vậy. Nếu mà chị gọn rồi thì chị cứ tự tin chị mặc size số 3 đi. 1 đó chị. 5 em chỉ cân vào cân nặng và chiều cao thôi. Chị Nguyễn Phượng ơi, bình thường chị mặc, chị Nguyễn Kim Phượng bình thường mặc bên em size nào thì chốt em nguyên cái size đó giùm em đi chị, đừng có tự đổi lên nha, đừng có tự đổi lên đổi xuống. Thì còn không thì cho em cân nặng chiều cao, em không có cân vào cái eo, cân nặng chiều cao là cái cơ bản. Chị An Lê, chị đổi cái nick mới, chị cũng phải cho em số điện thoại nha. Tại vì em quản lý bằng số điện thoại chứ không có quản lý bằng, em đâu có biết là của chị là xài nick đó là của chị Kim Kim đâu. Phải lên số điện thoại giùm em. Không phải, nhìn nó đây nè. Nhìn nó trên đây, đừng có nhìn nó đây, nhìn nó đây nè. Nhìn nó trên cái lá á. Cái đó đánh dấu mà cái chị. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Nguyễn Kim Phượng. Nếu không biết vừa hay không thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao nha. Được có tầm khoảng 100 bộ mà các chị, ít hơn 100 hơn nè. Em đang mặc là 6 mảnh đó chị. 65kg là mặc size số 4 nha chị Nguyễn Kim Phượng. Sao tự nhiên hồi nãy chị chốt size số 3 vậy? 65kg là mặc size số 4 chị ơi, không có mặc size 3 được nha. Rồi em làm gọn cái đóng nó lại đi. Nè của chị An Lê nè, chị xanh lá xoay xuống nè. Màu tím mực á, em gọi nó là màu tím mực, nó là quần giả váy chị miền Tây quê tôi. Nó
là quần giả váy trị giá 1.000 màu này nữa này chị. Vậy là xanh lá có từ size mấy chị? Từ size 1 tới size 5 mà không có size 6. Bộ này không có size 6. Bộ này em không có size 6 đó chị. 6 mảnh em không có size 6. Từ size 1 đến size 5 size cho cái chị 45kg đến 70kg mặc dù. Chị muốn hỏi em 6 mảnh là cái chị hỏi quần giả váy thì các chị ghi giùm em luôn nha các chị ơi, tại vì màu là nó sẽ bị trùng lại nha. Chị làm chị 6 mảnh thì cho dễ. Chị tiền kim xanh đen xe số 3 là hồi nãy em chốt rồi, chị em chốt đơn em đặt tên rồi đó. Chị ánh tiên mà xanh lá 6 không có nè. Chị ánh tiên ơi, xanh lá xe số 6 em không có nha. Mẫu giả váy mẫu 6 mảnh là em không có. Chị Đông Bùi là xanh lá, hồi nãy là size 1 hả? Mấy chị đẹp nhà em vui lòng biết cái size của mình thì lên cái size giùm em luôn nha cả nhà. Số 1 chị. Xanh lá 1 có đẳng còn không đấy? Là bộ gì mà? Hồng đậm size số 4 cho chị Ngô Lan. Hồng đậm giá là 140. Hồng đậm 140. Chị Phan Châu chốt đen là đen nào vậy chị? Quần giả váy đen 2 mình còn không chết? Đen 2 hết rồi. Đen 2 em hết rồi nha chị ơi. Đen 2 quần giả váy em hết rồi Phan Châu. Nâu 2 cho chị Sang Lê. Chị Sang Lê là lớn tuổi hả chị? Mình lớn tuổi hay gì? Lớn tuổi hay sao? Chị đo cái eo chính xác không? Chị chọn màu ở trên đây giùm em nha chị Nguyễn Đức. Chọn màu giúp em đi chị. Hôm nay chị lên cái xài rồi lên cái giá tiền như vậy. Chị Út Bội hay là chị Út Bói thì là chị chốt tím đậm là chị 60kg là em lấy cho chị tím đậm 3 quần giả váy nha, 140. Xanh đen xe số 3 cho chị Phan Châu. Dạ hết xanh đen ra. Hết xanh đen mà hết. Giả váy là 140 còn 6 mảnh em đang mặc là 120 cả nhà. Bình thường nha chị Kitty Mel, size 1 là 50kg, size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65 và size 5 là 70kg nha, chốt size bình thường. Em đọc 5, ví dụ size 1 50kg là chị nào mét 55 trở lên, size 2 55kg thì chị nào 54, 55kg thì cao mét 55 trở lên giúp em ha. Chị nào thấp người thì trường hao cái số ký xuống hoặc là mình lên size. Em hết rồi nha chị Hiển thôi, đen 3 em hết rồi. Đen 2 hết rồi, đen xanh đen 3 cũng hết luôn. Ta hết đen hết xanh đen. Rồi vậy là chị Nguyễn Kim Phượng, em coi đơn của chị Nguyễn Kim Phượng mà có đen 3 đó, em xả ra em lấy cho chị Nguyễn thôi. Dưới nào đi. Bấm mưu cho chị. Bấm mưu thì để dành rồi. Rồi chị Nguyễn Thoa là có bộ đen 3 nha, chị Nguyễn Kim Phượng là xả bộ đen 3, em không có còn đen 4 nha chị, nên là chị không có bộ đen 4 nha. Chắc phải không lai dông luôn chị. 6 mảnh với lại là giả váy là cùng một chiếc vải. Mà cái giả váy có size số 5 như chị Trúc Quỳnh. Chị Nguyễn Đức tự chọn màu giúp em nha chứ ơi. Em nhắc lại là chị tự chọn màu giúp em không có chọn giùm, chọn giùm một hơi dơ lên cái mấy chế không có chịu nữa rồi đổi tới đổi lui đó, mất công lắm. Rồi lên giúp em màu này là màu hồng da của chị. Lên giúp em màu hồng da. 6 mảnh là em chỉ có size cho các chị từ size 1 đến size 5 thôi. Các chị vào sau, các chị chịu khó, các chị chờ một tí xíu em lên lại cái giả váy nha. Rồi lên giúp giùm em cái này nha các chị. Mã này lên giúp giùm em là màu hột gà. Lên giúp em màu hột gà.
Em có màu hồng da, màu hồng gà. Chị Trúc Quỳnh chốt tím là tím gì? Quần giả váy là em có tím đậm với tím mực nha, và lên kèm cái size giùm em. Màu này lên với em màu lạ cái chị. Màu lạ. Màu đó hình như chỉ có 1, 4, 5 hay gì hả? 2, 3 không có. Lên với em màu lạ nha, màu lạ. Lạ. Hồng da size số 1 cho chị An Lê. Hồng hồng. Ừ đúng rồi, đúng rồi, cái này là trời ơi, lại tuyệt vời. Là hộp gà. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh xanh đợt chuối. Cái màu gì cái dạng dạng. Lên màu xanh chuối giúp em, màu xanh chuối nha cả nhà, màu xanh chuối. Chốt em màu xanh chuối thì em đang lên màu này chết chứ coi giùm em đi nha. Rồi lên giúp giùm em cái này là mã vàng nhạt. Lên giúp em vàng nhạt. Chốt em màu vàng nhạt nha các chị, màu vàng nhạt. Màu xanh biển. Hồng da size số 3 cho chị Thanh Mai. Màu này lên giúp em màu xanh biển cho chị. Màu xanh biển. Màu xanh biển. Xanh lá size số 3 cho chị Bùi Tuyết. Hồng đậm size số. Chị Nguyễn Thơ hồi nãy em có trả lời chị là đen 3, chị có nha. Vải thun lai dông chị giá 120.000 một bộ, bộ 6 mảnh. Rồi chị nào chốt mã đen thì lên giúp em là kèm theo chữ 6 mảnh ở phía sau để em biết nha, tại nó trùng với mẫu giả váy. Rồi lên giúp giùm em là đen 6 mảnh nha. Đen 6 mảnh kèm size giúp em. Xanh chuối size số 2 cho chị Nhung Lê. Trời ơi nó đẹp cái màu hồng đó chị ơi. Lên giúp em là hồng tươi. Hồng tươi cái chị, hồng tươi. Đẹp quá đẹp luôn, hồng tươi. Đen 6 mảnh. Đen 6 mảnh size 4 cho chị Hồng Minh. Màu em đang mặc là màu xanh lá, không có màu xanh riêng, chị chúc tim em. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu vàng đậm. Hồng tươi size số 2 cho chị Nhung Lê. Hồng tươi size số 1 cho chị An Lê. Hồng tươi kèm size giúp em đi chị Đông Bùi ơi. Chị Đông Bùi không có lên size. Lên cái mã đồ cái size trên cùng một bình luận giúp em chứ. Trên cùng một bình luận giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng đậm. Quanh chị Hồng tươi size 1 chứ. Vàng 6 mảnh size 4 là chị Hồng Minh lấy vàng đậm hay là vàng nhạt. Chị Đông Bùi nhớ lên kèm một cái size trên cùng một bình luận giúp giùm em ạ. Chị miền Tây quê tôi đặt màu gì chứ ơi, cho em cái màu kèm theo cái size. Hồng tươi size số 1 cho chị Đông Bùi còn không em? Còn, bỏ em mặc các bộ mẫu á. Lên cùng một bình luận giùm em nha chị Đông Bùi, đừng có tắt ra làm hai nữa nha chị. Chị Hồng Minh lấy vàng nhạt hay là vàng đậm chị ơi? 6 mảnh là 120 chị. Đen size 4, 6 mảnh cho chị Nguyễn Đức. Đó, đen. Vàng đậm size số 4 cho chị Hồng Minh. Xanh lá xe số 4 cho chị Nguyễn Đức. Đen xe số 5 cho chị Miền Tây quê tôi. Ủa có đen 5 không bác? Có nha, hiện tại có đen 5 không chứ. Rồi lên giúp em màu này là màu tím cà đi cả nhà. Tím cà. 6 mảnh đợt này em về màu sáng không à. Lên giúp em màu tím cà đi cả nhà. Tím cà. Chốt em tím cà nha, tím cà. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím Huế. Lên lại màu này màu tím Huế đi nha mấy chị. Cái tím mực với tím đậm mình. Lên với em màu tím Huế nha, cái này là tím Huế nha các chị. Cái màu tím đó vậy là các chị nhìn giúp em nha. Tại lên để thôi nó bị trùng với cái kia tím, tím nó bị trùng á. Lên cho nó khác cái tên. Màu tím Huế. Dạ, vàng đậm. Rồi màu này lên giúp em màu nho. Màu nho cả nhà, màu nho. Quên màu nho. Chốt em màu nho nha, màu nho. Xanh lá xe số 4 cho chị Nguyễn Đức rồi. Tiếng Huế xe số 5 cho chị Miền Tây quê tôi. Vàng đậm xe số 4 cho chị Nguyễn Đức. Tiếng Huế xe số 4 cho chị Mai Trương. Bộ em mặc là bộ 6 mảnh các chị. Giá 120.000 một bộ rồi, rất là đẹp luôn. Bộ này các chị mặc tôn dáng lắm nha. Rồi lên giúp giùm em màu em đang mặc là màu xanh lá.
màu nho size số 4 cho chị Hồng Minh. Ok chị Hồng Minh. Rồi em vô màu lại một lần nữa nha. Cái này nó ít mà nó nhiều màu hết. Nhiều màu quá nó cả màu. Mỗi một màu, mỗi một size nó có 2-3 bộ rồi chị, mà nó một đống màu vậy. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu nho nha. Em lên lại màu cho cái chị lần nữa. Chị Mai Trần ơi, chị lấy vàng đậm hay là chị lấy vàng nhạt? Em có hai cái màu vàng lận. Giả thun lai dâm chị Tiến Huế. Size số 4 cho chị Nguyễn Đức. Màu này lên giúp em màu Tiến Huế nha. Dạ, yeah, họ thấy nó đừng không có giống màu Tiến Huế lắm thì đừng có khiếu nại nha trời. Tại cho nó khác với cái kiểu nha, nha. Em lên đại màu Tiến Huế để cho để nó khác với cái quần giỏ váy cho nó đừng có bị trùng nha. Còn cái màu thì nhìn ở trên like giùm em. Rồi màu Tiến Huế. Dạ, yeah, khác màu Tiến Huế lấy ra so sánh đây em ơi, màu này đâu phải màu Tiến Huế nữa. Em không có đâu, em buồn nha mấy chế. Dạ không nha, chị Lan rõ ở nhà em không có hàng đính đá chứ. Tiến Huế chị Mai Trương có rồi nha chị. Mai Trương chị muốn có rồi. Trên lá xe số 2 em đang mặc cho chị My Nguyễn. Ờ giờ mà nói nào gì nói nào chứ bây giờ nó bấm rồi nó còn không. Màu nho xe số 4 cho chị Nguyễn Đức. À, rồi hết nho 4 luôn. Xanh lá 4 còn không chị? Còn 1. Xanh lá 4 cho chị Phạm Hằng. Tiến Quế xe số 5. Xe số 5 còn 1. Cho chị Thu Trần. Nho 2 còn không chị? Còn. Nho 2 cho chị Nhung Lê. Tiến Cà. Cái màu Tiến Cà quá thì đẹp luôn nè, mấy chế không chốt. Lâu lắm rồi mới có màu tím trà. Lên với em màu tím trà cả nhà, tím trà. Rồi màu này lên với em là màu vàng đậm. Chốt em màu vàng đậm nha cả nhà ơi, vàng đậm. Rất là đẹp luôn, vàng đậm nha. Chị Liễu Nguyễn đặt 6 mảnh là đặt cái gì? Em đang like 6 mảnh nè, nãy giờ em đâu thấy bình luận của chị đâu. Xanh lá xanh số 1 hết là chị Yến Đòn ơi. Lên với em hồng tươi đi cả nhà. Hồng tươi xe 1 hết nha cho mọi người. Chớ em mã hồng tươi luôn. Hồng tươi em cũng còn từ xe 2 trở lên hết xe 1. Dạ, bọn xe 1 tươi hồi để hồi nó không chết nữa. Tiếng trà xe số 5 cho chị Kim Vinh Thương. 1m660kg. Đặt xe số 3 như chị Hải Võ Thị lên. Em không nhớ chị Nguyễn Đức coi. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, chị năm bộ rồi đó chị. Chị Nguyễn Đức nha, chị năm bộ rồi đó. Màu xanh em đang mặc là màu xanh lá, xanh số 4. Hết rồi chứ ơi. Xanh lá em đang mặc còn 3 với 5 mà. Lấy lên xe 5 đi chị Mai Trương. Tại vì 6 mảnh này phơm nhỏ mà chị đâu có bự đâu. Đen. Lên với em màu đen nha. Xanh lá em còn 3 với 5 thôi mà xanh lá em đang mặc đó. Giả váy là con có một mẫu đó đó cô, nhưng mà nó 10 màu nha. Nó có 10 màu. Vàng đậm xe số 5 nha, chốt cho chị Hoa Hướng Dương. 70kg cao bao nhiêu vậy chị Hoa Hướng Dương? Bộ em mặc giá 120 cả nhà ơi. Đen 4. Còn, ai hết hết. Đen 4 hết luôn chị Mai Trương ơi. Đen 5 em hết luôn chị Liễu Nguyễn. 65kg cho em chiều cao đi chị. Rồi màu này lên với em màu xanh biển đó chị. Chốt em màu xanh biển nha, màu xanh biển. Đen xe số 1, em chốt cho chị Yến Đòn. Còn đúng không? Đen 1 cho chị Yến Đòn. Ngoài với xanh lá xe số 3, em chốt cho chị Bi Bi. Cao mét 64 nặng 68kg mặc xe số 5 chị Nguyễn Đức. Còn chị gọn người thì bữa giờ chị mua 6 mảnh ở bên em rồi. Xe 4 chị mặc vừa thì chị lấy xe 4 nha. Chị đã khách cũ ở bên em rồi, cái size chị đã biết rồi đó thì chị chọn giúp em luôn đi, khỏi kêu em canh size lại nữa. Trời ơi, chị cho nó mất thời gian vậy mấy chế. Thấy khóc người ta hỏi mấy chế cũng lên mấy chế hỏi nữa. Đã biết size rồi thì cứ chốt y chang như vậy. Chị cộng không cộng 2 này giúp lại. Xanh biển size số 2 cho chị Nhung Lê. Không vừa nha chị An Lê. Vải thun la dông như chị Đinh Bảo ơi, 1m65 nặng 65kg size 4 mẫu này giúp em đi chị Nguyễn Hạnh. Không rồi, chị đã mua 6 mảnh bên em rồi, size số 4 mặc vừa thì lấy size 4 chị. Còn sợ không vừa thì lên size 5 nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh chuối. Chốt em màu xanh chuối. Vàng nhạt kèm size giúp em đi chị Mai Trần. Ủa mã này là mã vàng nhạt nè, nãy lên chưa không biết nữa.
vàng nhạt nha. Rồi. Rồi tới xanh chuối rồi, màu này là màu lạ giúp em. Màu này nó như màu kem vậy đó mấy chị. Nó như màu kem vậy đó. Lạ chỉ có 1 cái màu. Lạ là em chỉ có 1 4 5 thôi nha. Cái màu kem này nè. Lạ kem này chỉ có 1 4 5 thôi. Ba bữa nay không có lên chứ ơi. Màu này lên giúp em màu hột gà các chị. Màu hột gà. Chớ em màu hột gà nha, màu hột gà. Rồi màu này lên giúp em màu hồng nhạt. Lạ bốn cho chị Hồng Minh. Dạ mấy chờ em tí xíu đi chị. Vàng nhạt chị Mai Trần, size số mấy? Kèm cái size giùm em. Biết size rồi kèm cái size giùm em nha. Rồi lên giúp em màu này màu hồng nhạt cái chị. Màu hồng da chứ lộn. Lên giúp em màu hồng da. Rồi hết màu nha mấy chị. Em đang mặc là màu xanh lá. Hột gà 3 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Size 3 là size cho cái chị 55kg đến 60kg nha. Eo tầm khoảng 80-82 trở lại thôi. Chị nào 58-59-60kg cao trên 1m55 giúp em. Chị nào thấp người thì 57kg trở lại. Vàng đậm size số 3 cho chị Hoa Hướng Dương. Bộ này chị Hoa Hướng Dương mặc size 3 dùm em nha chị. 120.000 một bộ chị Nguyễn Mỹ Linh thôi. Xanh lá size số 5 cho chị Mai Trương. Chị Mai Trần một bộ vàng nhạt size số 4. Màu kem với màu hột gà size số 5 cho chị Hồng Nhung. Chị Hồng Nhung ơi, chị 70kg chị cao bao nhiêu vậy chị đẹp? 70kg cao bao nhiêu vậy chị đẹp ơi, cho em cái chiều cao đi. Hột gà. Hả? Hột gà. Ừ, màu hột gà nó đậm hơn cái màu hồng da đó. Này lấy cho em nha. Dạ. Rồi màu hồng tươi cái chị, màu này là màu hồng tươi nè. Bộ cổ lăn tông em hết hàng rồi chứ. Cổ bao lăn tông cái chị chờ lô mới với em. Rồi lên giúp em màu này màu hồng tươi. Ok chứ Hồng Nhung, 1m6 70kg là mặt size 5. Bộ này size 1 là 50kg đó chị Mỹ Linh, size 2 là 55kg, size 3 là 60kg chị. Em đang mặc cái này là size 2 nè. Đó, size 2 là 55kg trở lại nha. Rồi. Bộ này là form sườn 6 mảnh á với lại là cắt tông á, là cắt tông mà tay gấp lăn á, là thường em may cái form nó nhỏ. Hỏi chị Mai Trương đen 5 còn nè, chế Mai Trương lấy không? Chế Mai Trương hỏi đen còn size gì nè. Đen còn size 5 chế lấy không? 3 với 5 luôn, 2 3 5. Đen em còn được 1 2 3 5. Hết 4. Trời, cái màu hồng tươi nó đẹp nè cả nhà ơi. Chốt em màu hồng tươi nha cả nhà. Chị Hoa Hướng Dương là hồi nãy vàng đậm mới chốt. Chị chốt rồi mà. Vàng đậm hồi nãy là size số 5 với hồi nãy em chốt như chị vàng đậm size 3 nữa là rồi đó chị, hai bộ rồi đó. Hồng tươi size số 1 là chị Tâm Bùi có rồi chứ, lấy rồi nha. Đen 5 cho chị Mai Trương luôn rồi, em đổi cho Nguyên đi đó cho Nguyên. Hồng tươi 4 cho chị Hồng Minh. Áo không có xẻ tà chứ, áo 6 mảnh em không có xẻ tà nha. Thường là cắt tân mới có sẽ tạt. Rồi lên giúp giùm em bộ hồng tươi. Ôi bộ này cái chị mặc mới đẹp lắm luôn á. Nhìn cái màu này nhớ cái màu sát pháo ngày xưa. Màu nó tươi. Nó tươi như cái vỏ pháo ngày xưa vậy đó mấy chị. Bà Ba không có nha chị ơi. Chị Hồng Nhung thêm một bộ màu hồng tươi size số 5 hả chết. Màu hồng da size số 5 còn không em? Còn chị. Hồng da size số 5 cho chị Thu Trần. Hồng tươi size số 5 cho chị Tích Trang. Hồng tươi. Ai chị Hồng Nhung lấy hồng gì vậy chị ơi? Em có hồng tươi với hồng da chứ lấy hồng nào. Bộ này là bộ hồng da nè. Đen size số 2 cho chị Vui Phan. Hồng nhạt là hồng da. Bộ này em không có size số 6. Chị Nguyễn Kiều hồng nhạt là hồng da đó chứ. Hả? Cái gì bị gì? Em hỏi nó.
Đâu, bây giờ cởi ra mất tiêu rồi. Bây giờ cởi ra mất tiêu rồi, không biết hồng nhạt hay là hồng tươi thôi. Chứ lên cái mã đồ giùm em đi. Trời ơi, đừng có chốt bộ em đang mặc. Em thay ra thay vô liên tục mà mấy chế cứ chốt bộ em đang mặc là không có chính xác cái mã đồ đâu. Lên đúng cái mã đồ em đọc nha. Rồi lên giúp giùm em cái này là hồng da. Chốt em màu hồng da giúp em cả nhà ơi, màu hồng da. Hồng da size số 4 cho chị Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh lên giúp giùm em số điện thoại. Hồng da 4 cho chị Nguyễn Hạnh nè. Rồi em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Hạnh luôn. Màu xanh lá em ha. Em hết size số 4 rồi chị Như Ý Nguyễn ơi. Lá gì còn có số 3 với số 5 hay gì. Dạ ok chị Hoa Hướng Dương. Dạ không có chị Diễm Thúy Nguyễn ơi, bộ này ba size 70kg trở lại à. 70kg mà nếu chị gọn người thì chị mặc ok nha. 72kg em sợ hơi ôm. Tại form này nó nhỏ lắm. Hồng da size số 3 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Hồng da size số chị Hồng Nhung hồi nãy cho mấy vậy. Hồng da size số. Hồng da size số mấy vậy chứ Hồng Nhung. Hồng da size số 5 còn không bé. Hồng da 5 còn. Hồng da 5 em chốt cho chế Hồng Nhung. Rồi là hết rồi. Rồi em hết Hồng da 5 rồi chị Kim Vinh Vĩnh Khương ơi, em hết rồi. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà. Màu hồng da rất là đẹp luôn. Cái cổ này là cái cổ kiểu mới rồi mấy chị. Đẹp, mặc lên cổ nhìn đẹp. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha. Màu hồng da. Chị Diệu Quang ơi, chị lấy màu hồng đậm là chị lấy bộ giả váy hả chị? Sáu mảnh là em chỉ có hồng da với em có hồng tươi à. 120.000 một bộ à. 70kg cao bao nhiêu chị ơi, chị tèo tài. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là màu hột gà. Đồ này em mới về hồi chiều hồi chị. Đây có nhiều đôi mà màu cũng cắt nản lắm. Lên với em màu hột gà cả nhà. Cái kia nhìn qua cái nhớ cái nhìn nó ngọt. Số lớn nhất là số 5 70kg chứ. Rồi lên với em màu hột gà. Đẹp quá mấy chị ơi. Chốt em màu hột gà nha. Màu hồng tươi chị Diệu Quang. Xe số 3, hồng tư xe số 3 cho chị Diệu Quang. Số điện thoại 0965393589 là phải số của chị không chị Diệu Quang? Cho em lại số điện thoại nha chị. Viết số điện thoại thôi chị. Chị tèo tài 1m6 hả? 1m6 70kg thì mặc size số 5 chị. Đơn hồi chưa đi rồi thì không có dồn được nha chị. Ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn còn, khách nào còn thì mới dồn được. Còn hồi chưa em chốt đơn mấy chị không có kêu dồn là đơn đi hết rồi. Không có size 75kg chứ. Từ em chị hôm nay bộ này không có size 75kg. Rồi lên giúp em màu hột gà. Rồi màu này màu lạ. Màu lạ em chỉ có size 1, size 4 và size 5 thôi các chị. Lên giúp em màu lạ, nó giống như màu kem vậy đó các chị đẹp nè em nha. Rồi lên giúp em màu lạ, cái chị màu lạ. Rất là đẹp luôn chị. Không thấy gọi hả? Đơn hàng ở dưới gọi hết chưa? Thể mấy mình. Rồi chị. Không thấy gọi là không có đơn đó chị. Nguyễn Hạnh. Chị mới cho em số điện thoại mà chị có đơn. Chị đâu có đơn bên em đâu. Chị mới chốt hồi nãy chị mới cho số điện thoại này. Hồi chưa làm gì có đơn chị. Mét 50 63kg bộ này mà size số 5 giúp em nha chị An Võ. Lạ 4 em chốt cho chị Phạm Hằng. Chốt vải thun lai dông mà. Lạ lạ đi. Rồi lên giúp em mã này là mã lạ đi chứ chị mã lạ.
rồi lên giúp em mã này là mã vàng nhạt, chị lên giúp em vàng nhạt nha. Mã có số rồi, nhìn đi lắm rồi. Đơn này sáng mai bên em gọi chốt nha chị. Có đơn thì để ý điện thoại giùm em. Đó mệt hả? Cỡ này giá 120 nghìn. Lấy cái số sao và có số trước đi. Là lấy cái số nào, lấy số Mobi hay là lấy số Viettel? Cái mới cho sao, mới bấm sao chị mới đưa. Cái bill sao á, cái bill quậy với cái dòng này nè, chị mới đưa trên đó. Coi là coi với cái dòng này nè, là số này là số lấy nè. Thanh tròn lại. Còn hai cái kia em gạch chéo đi. Rồi lên giúp em màu này là màu vàng nhạt cả nha. Đẹp quá. Không chị, bữa nay em về màu không có hoa nhí. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng nhạt cả nhà mình ơi. Vàng nhạt kèm size giúp em nha. Vàng nhạt em còn từ C1 đến C4. C5 còn không biết. Vàng nhạt còn. Đâu. Thử hả? Vàng nhạc em còn từ C1 đến C5. Thử cho mình nhớ. Đen size số 2 cho chị Bùi Thị Tuyết Hằng. Vàng đậm size số 2 em chốt cho chị Tuyết Hằng luôn. Chị Tuyết Hằng 20-21 tháng 12 gọi không bắt máy, 26 tháng 12 là bấm máy bận. Rồi chị Tuyết Hằng. Chị Tuyết Hằng ngày mai tập giùm em. Rồi em đi đơn chứ nha. Sao dịch kỳ dịch chế chế mua hàng bên em hoài mà sao hồi hôm qua hả, 26 sao bấm máy bận vậy, bấm máy bận không có gọi lại hả? Đơn của chị hôm qua chị có gọi lại không hay là cuối cùng xả đơn luôn vậy chị? Lên giúp em màu xanh chuối hả? Em chờ chị Nguyễn Bạch. Hello chế. Bộ này không có màu đỏ, chị Hoa Hướng Dương. Lên giúp em mã này nha các chị, màu xanh chuối. Lấy cái màu này lên đẹp đẹp không à mấy chị. Cái màu này lên nhìn trẻ nha. Sáng. Lên giúp em màu này màu xanh chuối cả nhà ơi. Màu xanh chuối. Bên em là gửi Viettel. Viettel là chủ yếu nha chị. Viettel với bưu điện. Xanh chuối xe số 4 cho chị Nguyễn Hằng. Chị Phạm Hằng. Chị Phạm Hằng ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn. Chị muốn đặt cho lập xưởng gì chị cứ nói với mấy bạn nha. Rồi mấy bạn nhà em chốt chung đơn cho chị. Lập xưởng là em có lập xưởng. Nó là lập xưởng tươi hết đó chị. Nhưng mà trong cái lò xưởng tươi đó nó sẽ có là lò xưởng truyền thống là 155.000 một ký, lò xưởng hầu lô là 160, lò xưởng trứng muối là 170, còn lò xưởng tôm là 150. Rồi lên với em màu này màu xanh biển các chị, mặc hoài không hết màu trời. Mặc cho đã đi. Chị có đơn chị nhớ để điện thoại giúp chị em, đừng để cho mấy bé nó cầm máy á chị, nó cứ bấm bận tại vì hàng á là em chốt trong ngày được á thì em đi đơn, còn không được là em xả luôn chứ em không có để qua tới ngày hôm sau ha. Đặc biệt là buổi chiều á cái chị chốt đơn thì cái chị để ý điện thoại giùm em. Rồi lên với em màu xanh biển cái chị, màu xanh biển. Ủa đơn của chị là bên em có trả lời chị mà chị kêu gửi đơn luôn mà. Em nạp cà xong rồi là bên mà chị kêu là gửi đơn đi luôn thì mấy bạn nhà em gửi cho chị luôn rồi đó. Có nhiều chị thì gọi tới gọi á thì mấy chế là hỏi sao gọi hoài. Không gọi á thì mấy chị cũng là chị đã nhắn tin rồi, rồi em đã trả lời là bên em mấy bạn nhà em cũng có trả lời với chị là nhận được rồi mà. Thì là đi đơn thôi. Xanh biển xe số 5 cho chị miền Tây quê tôi. Xanh chuối xe số 5 còn không? Chuối 5 còn. Xanh chuối xe số 5 cho chị Như Lý Nguyễn.
gọi điện ở bên em là gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị ơi. Lúc nào mà em rảnh á thì em còn chép tin nhắn hoặc em coi cho mấy bạn, còn lu bu quá em không có coi nha chị ơi. Mấy bạn nhà em không có chat Messenger được. Đó là em nhắc lại lần nữa, những chị khách mới hay những chị khách ở bên em lưu ý giúp em là bên em gọi điện thoại chốt đơn trực tiếp, em không chốt đơn qua tin nhắn nha. Em nói lại lần nữa. Phần chuối phần số 2 cho chị Nguyễn Huyện. Dạ rồi, ok chị nhìn tay quê tôi. 120.000 một bộ chị Kim Thảo. Rồi gọi điện thì vui lòng để ý điện thoại giúp giùm em ha, mấy chị bận công chuyện thôi, bận cái gì đó thì cái chị gọi lại sớm sớm giùm em tí xíu. Tại có nhiều chị á, xả gọi không bắt máy rồi cứ xả đơn cái em nhắc cái mấy chị lại lên like, mấy chị lại tự ái mấy chị nói sao nói mấy chị rồi này kia á. Em nhờ cọc cái mấy chị nói em khó khăn rồi sao mà mua hoài rồi bắt cọc kẹt cọc này kia rồi giận hờn nữa nha, nên là cố gắng mình để đừng có để xả đơn nhiều quá. Xanh biển chị Giàu Phạm lên giúp nhìn em con nặng và chị cao đi chết. Màu đen giúp em cả nhà, màu đen hiện tại em còn được C1, C2 với C3 à. Đen em đang mặc hiện tại còn 1, 2, 3. Chị Giàu Phạm xanh biển lên giúp em con nặng chiều cao nha. Tại vì em đâu có biết là mỗi một chị lý do làm sao mà bị xả đâu. Em chỉ thấy mấy bạn nót lên ừ đơn không mắc máy là đơn như thế nào xả đơn. Xả nhiều lần quá em bắt buộc em phải nhắc mấy chị. Mà nhắc thì mấy chị lại không chịu. Mấy chị nói là tại chị A, B, C vậy đó chứ đâu phải chị không nghe máy đâu, phải chị bơm hàng. Khổ gì đó. Màu vàng đậm giúp em cả nhà. Vàng đậm em còn 1, 2, 3, 5 Sách 4 rồi. Vàng đậm em còn được 1, 2, 3, 5 Chị đẹp chốt chứ em. Đen không có còn size 4. Đen size số 1 cho chị Hình Tấn Phát. Đen em chỉ còn 1, 2, 3 thôi. Size 3 là 55kg tới 60kg trở lại. Rồi chốt giúp dùm em bộ này nha. Chị lên giúp em mãi vàng đậm. Bộ mẫu đen 1 là bộ mẫu nha. Màu đen size số 1 hết luôn rồi. Chị Thế Nguyễn ơi, lên size 2 giùm em được không chị? Size 1 là 50kg nha. Eo tầm khoảng 70-71 trở lại. 6 mảnh này là form nhỏ nha. Mấy chị form gọn thôi nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu vàng đậm. Cả nhà vàng đậm. Chị Trâm Thùy 60kg cao bao nhiêu vậy chị đẹp ơi? Chất này là chất thun lai dông giúp em nha. Cái chị nào biết thun lai dông thì cái chị chốt nha. Nó không phải là su lem đâu nha. Bộ em đang bận giá 120 chị. Rồi màu tím cà. Chốt em màu tím cà. Vàng đậm size số 5 cho chị An Lê. Hết giờ không lên. Rồi lên với em màu tím cà luôn chị. Đợt này màu không có màu tối chứ ơi, toàn là màu sáng sáng không à. Chị Tư bà, em bảo không có chịu lên. Chắc qua Tết mới có quá. 65kg cao bao nhiêu vậy chị Hồ Hiền nha? Màu vàng đậm size số 2. Chị Phương Quyên, Hữu Quyên ơi, lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. Chị Tiến Cà size số 3 cho chị Diệu Quen. Rồi lên giúp em tím cà chứ chị. Chốt em màu tím cà. Rồi màu tím Huế. Chị Trâm Thùy đen 3 cho chị Trâm Thùy. Em bấm đi cho chị Trâm Thùy đi. Đen 3 cho chị Trâm Thùy. Vàng hột gà size số 2 cho chị Nguyễn Tiền. Vàng đậm size số 2 còn chị. Vàng đậm size số 2 cho chị Nguyễn Tiền luôn. Vàng hột gà.
Chị An bỏ là tím vàng là bộ gì chứ? Hồi nãy là chị chốt màu tím là chị em bấm view cho chị chưa? Là chị lấy màu tím quế với màu vàng không? Cái này là vàng nhà. Vàng 5 em hết rồi. Màu vàng ở đây nè. Yeah. Màu tím với màu vàng size số 5 em đều hết nha chị An bỏ ơi. Còn hồi nãy chị có màu gì rồi thì em không có nhớ nha. Tím quế size số 5 mình còn không em? Tím quế hết rồi, nãy có bỏ hết rồi. Sau lưng em là size mấy? Cái này xem một. Tiếng quế xe số 5 em hết rồi chứ rồi. Vàng nằm xe số 2 cho chị Nguyễn Long Long. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Diệp Nguyễn ơi. Chị Hồ Hiền 1m65. Ủa là sao? Sao chị Hồ Hiền tự nhiên nói là 1m65 là gì vậy chị? 65kg, 1m65 thì mặc xe 4 chị. Tiếng cà size số 2 cho chị Phương Quyên Hữu Duyên. Lên giúp em số điện thoại chị Phương Quyên ơi. Ok rồi em thấy luôn. Tiếng Huế size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Nguyễn. Lên giúp em màu này màu tím Huế các chị. Em gọi nó là màu tím Huế thôi nha mấy chị. Còn màu này về nó là tím Huế là nó không có chữ tiếng Huế đâu nha. Nên là cái chị đẹp nhà em về đừng có so sánh. Ủa cái này đâu phải màu tím Huế đâu mà em nói màu tím Huế, nhìn cái màu ở trên like giùm em nha. Hết rồi chị An Lê. Ủa xanh lá xanh 5 em còn chứ. Còn chị Điệp Nguyễn 1m50 nặng 55kg là size 3 nha chị ơi. Eo 80 là bằng size 3 luôn đó. Rồi lên giúp em bộ này nha cái chị tím Huế. Có nhiều bà chế em khó tính lắm, không có chịu. Dạ, đầu lấy màu tím Huế ra so nha em ơi. Màu này đâu phải màu tím Huế đâu. Cái này tím Huế của em, cái này tím Huế của Huế. Này tím Huế của shop em nha. Màu này lên giúp em màu nho. Xanh lá xanh số 5 em còn nha. Tím Huế 5 em hết rồi. Lên giúp em màu nho cả nhà ơi. Màu nho. Rồi hết nha các chị. Hết màu. Màu nho này quá đẹp luôn. Nho 5 cho chị An Lê. Còn không đó? Con. Nho 5 cho chị An Lê. Kèm size giúp em cả nhà ơi. Chị Hồ Hiền lên giúp giùm em là nho 4 và kèm theo số điện thoại trên cùng một bình luận giúp em đi chị. Chị thì lên size giúp em chứ. Nho 1 cho chị Huỳnh Tấn Phát. Nho 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thì Linh. 4 hết nhau hả? Nho 4 em hết nha chị Thì Linh ơi. Chốt lên nho 5 giùm em đi chị. Nho 1 cho chị Yến Đòn là em hết nho 1 luôn. Nho 4 hết nha chị Thì Linh. Chị Ái Vân lên size giùm em đi chị. Chị Ái Vân, khách mới ở bên em. Chưa có đi được đơn nào đúng không chị? Hai đơn, một đơn ngày 16 thì không bắt máy. Đơn ngày 17 thì gọi thuê bao. Ok, nho 5 cho chị Nguyễn Thị Thị Linh là em hết nho 5. Nho 2 cho chị Cẩm Thi. Nho 2 cho chị Cẩm Thi. Rồi em dơ lại màu cho các chị nha. Có bao giờ các chị mua hàng mà các chị không thấy người ta gọi điện thoại chốt đơn xong rồi các chị lên các chị thắc mắc không mấy chế? Em thấy 2-3 đơn liên tiếp mấy chế.
không hỏi gì hết trơn. Mấy chế lên mấy chị yêu cầu, mấy chế lên mấy chế thấy like là mấy chế đặt, mà chốt đơn hay không á là cái chế đại đẹp nhà em là không có hỏi luôn á. Không quan tâm à? Không quan tâm luôn á. Hỏi là đâu là cả tháng sau à, hoặc là cả gì cả 5-10 ngày sau mới chế mới hỏi. Chị Ái Vân là chị cọc cạc cho em đi rồi em chốt cho chị nha. Chứ chốt xuống xong rồi cũng xả là chế gọi có được đâu. Nho 4 mà chế nho 4 hết rồi chế Hồ Hiền rồi. Nho 5 em hết luôn rồi. Nho 4 em hết rồi. Size số 4 hiện tại em còn nè màu à. Màu vàng nhạt, màu hồng tươi, màu xanh biển, màu hồng da, màu tím cà với màu hột gà. Nho 3 em chốt cho chị Hà Bùi. Nho 3 em chốt cho chị Hà Bùi. Không, bữa nay không có lên mango chị. 120 ngàn một bộ nha cô Nga Nguyệt ơi. Con không có size số 6. Điện cho chị không có được cái đơn ngày 16 tháng 12 á, thì gọi không bắt máy là đơn đó em xả rồi, qua ngày hôm sau em nhắc chế thì gọi thuê bao luôn. Nho 5 em hết rồi nha. Chị Mai Tuyết nho sai số mấy vậy chị Mai Tuyết ơi? Nho 2 cho chị My Nguyễn. Bộ em mặc là bộ 6 mảnh đó chế 120 nghìn. Quần ống đứng nha chị ơi, quần ống nhỏ đó. Size 3 màu nho cho chị Điệp Nguyễn. Size 5 em còn được màu xanh biển, màu hột gà, màu vàng nhạt, màu tím cà, màu kem, màu xanh lá, màu hồng tươi với màu xanh chuối. Sáu mươi ký chị cao bao nhiêu vậy chị? Chị Ái Vân nè, ngày mai gọi không được nữa là mình chia tay nhau từ đây luôn nha chế. Nhất quá tam đó, ngày mai chế gọi cho chế không được nữa là không biết sao luôn. Lần đầu không bắt máy là sao thuê bao rồi, lần sau là không biết ngày mai à. Nhớ để điện thoại giùm em. Rồi 60kg mình cao bao nhiêu chị ơi, cho em cái chiều cao nhé. Nho 3 toàn bộ chốt cho chị Ái Vân luôn. Cho em chiều cao nha chị. Đi mua cọc vậy. Nho 2 chị My Nguyễn có nha chị. Rồi em lên lại màu cho các chị nha. Cái này số lượng ít nhưng mà màu nó nhiều lắm đó chứ. Chị Nguyễn Mai hả? Em đưa cái hai cái cọc C5 đó lên cho chị Quy. Chứ ơi, em dơ màu sơ qua chế nhìn giùm em chế tự chọn nha. Em có màu xanh biển nè. Màu này là màu hột gà nè. Màu này màu vàng nhạt nè. Màu này màu tím cà nè. Màu xanh chuối nè. Màu hồng tươi nè. Màu xanh lá nè. Màu kem. Rồi chế lấy màu nè, màu kem nè, màu xanh lá nè, màu hồng tươi nè, màu xanh chuối nè, màu tím cà hay màu vàng nhạt, màu hột gà với màu xanh biển. Rồi size 5 em còn nhiêu đó đó, chế chốt màu nào. Rồi chị size 3 nha chị Ái Vân nha. Màu nho size số 4 hết rồi chị Hương Nguyễn ơi. Nho hiện tại bây giờ chỉ còn size 1, size 2 không à. Một hết luôn rồi, còn có một bộ size 2 à, 55kg trở lại. Rồi chị Nguyễn Mai chọn màu giúp em đi chế. Size 5 em còn nhiêu màu đó đó. Không, mai em không có lên mango chị Phương Thùy. Ngày mai em lên cô Tâm Bệnh phối mango xanh chuối với hồng tươi cho chị Nguyễn Mai. Ok, khoái và chế này nè. Đó lên màu vậy ra mặt nó mới đẹp. Màu hồng tươi với màu xanh chuối chứ rất đẹp. Mặc lên cho nó trẻ. Chị Nhung Lê, chị nghe em đọc tên là có đó. Chị hỏi là em là coi như là cũng như không hả chứ em đọc em tư vấn xong rồi là em không có nhớ gì hết trơn. Tại vì em tập trung vô để em tư vấn cho cái chị và em trả lời cho cái chị đó nên là em không có để ý lắm về cái tên ở phía trên đó. Nhiều khi em đọc lúc đó xong là em không nhớ đó, nên là cái chị đẹp nhà em á là
em có đọc tên thì có ha, không thì chờ ngày mai mấy bạn nhà em soạn đơn xong rồi mấy bạn thì em đọc màu cho mấy chị. Rồi em lên lại cho mấy chị nè, lên cái em màu này là màu tím Huế, cho em màu tím Huế nha, xong cái này lên lại giả váy cho mấy chị. Màu tím Huế màu này lên giúp em là màu vàng đậm các chị, màu vàng đậm. Chốt em màu vàng đậm nha, màu vàng đậm. Màu nào lên cũng đẹp hết đó các chị. Ngày mai chị nào mà muốn coi lại cho chính xác màu nào mình chốt cái màu đó có ok không thì có thể tua lại like coi giùm em ha. Mặt size số 5 nha chị Kim Dung Tạ nha, mẫu này mặt size số 5. Size số 4 màu xanh chuối, y còn bộ cho chị Mộng Tiền. Màu này lên giúp em màu tím cà các chị, màu tím cà. Tím cà này em còn từ C1 đến C5 nè. Giúp em tím cà. Rồi xanh biển. Xanh biển cũng rất là đẹp nha các chị, mấy cái màu này màu nào cũng đẹp. Giúp em màu xanh biển các chị. 120. Giúp em màu xanh biển. Hết 6 mảnh rồi đó, đây tới Tết là hết 6 mảnh rồi các chị ơi. Bông màu vậy em cũng hết. Chốt em màu này là màu vàng nhạt. Chốt em màu vàng nhạt cái chị, hồi nãy là màu vàng đậm ha, cái này là màu vàng nhạt. Chốt em màu vàng nhạt. Rồi màu này lên giúp em màu xanh chuối. Đẹp, quá đẹp. Chốt em màu xanh chuối. Màu xanh chuối ạ. Màu lạ hoặc là màu kem giúp em cả nhà, màu lạ hoặc là màu kem. Màu lạ hoặc là màu kem nha. Rồi chốt giúp em lạ hoặc kem. Màu này chốt giúp giùm em là màu hồng đậm, màu hột gà. Màu hột gà 120.000 một bộ chị. Của chị Như Yến Nguyễn là chốt rồi nha chị ơi, để ý giúp em đọc tên để ý giùm em nha mấy chị. Không phải chị nào em cũng nhớ nha. Rồi lên giúp em màu hột gà. Chị hỏi em là hên xui lắm nha. Màu này lên giúp em màu hồng tươi à. Màu hồng tươi. Đơn hàng em nhắc lại là đơn này sáng mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nha. Các chị gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được là em không có đi đơn ha. Còn đơn này em gọi sau, sau khi mà bên mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho mấy chị kết thúc chốt rồi đó là mấy bạn sẽ gọi lại cho các chị một lần nữa, không được là em xả đơn luôn nha, em không có giữ lại tới chiều nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị. Chốt em màu này là màu hồng da. Chốt em màu hồng da nha. Bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp, không chốt đơn qua tin nhắn nha các chị. Không có màu đỏ chị, màu đỏ là em có quần giả váy. Màu hột gà size số 3 cho chị Hà Bùi. Xanh lá hết luôn, không còn bộ này nữa. Xanh lá còn bộ xanh nè. Số 3 nữa. À xanh lá. Rồi xanh lá nha các chị, xanh lá. Xanh lá em còn được size 3 với size 5. Xanh lá em còn được size 3 với size 5. 65kg chị cao bao nhiêu vậy chị Lê Hạnh ơi? Cho em cái chiều cao chị. Lên với em màu này màu xanh lá các chị, màu xanh lá rất là đẹp. Xanh lá em còn được bộ size 3 với bộ size 5. Và màu đen nữa. Màu đen em còn được size 1 với size 2. Ủa hết 1 rồi chứ. Màu đen em còn được size 2 với size 3. Phải không? Màu đen em có màu đen nữa nha mấy chị, màu đen em còn được size 2 với size 3. Xanh lá, xanh lá 55kg lấy size 3 được không chị Tuyết Nhi ơi? Xanh lá giờ em hết size 2 rồi nha. 1m665kg là chị Nguyễn Phượng mặc size số 4. Gọn người thì mặc size số 4 nha chị, tròn người hoặc lớn tuổi thì lên size số 5 giúp em. Rồi hết nha các chị, em qua mẫu quần giả váy cho các chị nha. Em qua lại một mẫu quần giả váy cho các chị rất là đẹp. Quần giả váy màu cũng chất liệu vải thun lai dòng giúp em. Chị chắc hồi nãy vậy đó, bây giờ chị la ai? Đâu có, nãy có, đâu 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 có, đ
2 rồi đó là. Thì đó, anh nói 3 tuần, có 4 tuần đó. Bắt trước chị đó. Bắt sao, mà nó bắt trước. Ở trên này hết rồi đúng không chị Mỏng? Ở trên này, này nó còn gọi đen không ạ? Còn mấy gọi đen. Rồi em lên quần giỏ váy cho các chị nha. Quần giỏ váy là chất liệu vải thun lai dông nha các chị ơi. Thun lai dông luôn nha, 140 ngàn một bộ. Rồi em đang mặc là màu đỏ. Lên với em màu đỏ nha các chị. Em lên loại mẫu quần giả váy cho các chị nha. 140. Lên với em mã này là mã đỏ các chị, mã đỏ. Rồi màu này lên với em màu xanh đen. Xanh đen hoặc là màu xanh na uy á chị, cái màu này rất đẹp nha. Màu này mặc sang. Lên với em màu này là màu xanh na uy, với em mặc màu xanh đen, màu xanh đen nha các chị. Rồi màu hồng rút. Chốt em màu này màu hồng rút với chị, màu hồng rút. Lên với em màu hồng rút ạ. À. Em có một cái họa tiết nha chị ơi, mã nâu. Lên với em mã nâu rất là đẹp. Chốt em mã nâu ạ. À. Đỏ size 1 em chốt cho chị Huỳnh Tấn Phát. Còn nữa không? Đỏ 1 em chốt cho chị Huỳnh Tấn Phát, ok. Rồi màu đen. Chốt em màu đen cho chị, màu đen. Rồi chốt em đen ạ. Rồi màu tím mực. Chốt em màu này màu tím mực cho chị, màu tím mực. Lên với em màu tím mực nha, tím mực. Xanh đen size số 4. Còn không chứ? Xanh đen. Còn. Xanh đen size số 4 cho chị Ngô Lan. Xanh màu đen đấy ha. Màu này lên với em màu xanh riêu. Đen năm hết chị Nguyễn Bạch thôi. Đen 4 mình còn nữa không? Còn xanh đen hết chứ, đen thì hết nha. Đen cũng hết rồi, xanh đen. Cái đen này xe máy cho đi. Một bộ, với một bộ đỏ 6-7kg cho em lấy 6 chị Kim Dung Tạ ơi, đen chị gọn người không? Chị gọn người thì em lấy cho chị size số 4 mẫu này, còn không thì em lên size 5 chứ. Nếu mình gọn người thì em lấy cho mình size 4, còn nếu mà tròn người hoặc là lớn tuổi, lớn tuổi là trên 60 tuổi á, là lấy size 5 giúp em. Bình một cửa à? Đen 5 em hết, đen 4 em hết. Đó, đen 5 còn. Ủa còn đen 5 còn hả? Còn một bộ. Đen 5 cho chị Nguyễn Bạch. Ok, chị Nguyễn Bạch. Chị Kim Vĩnh Khư qua, chị lấy tím gì? Em có tím mực với tím đậm, chị lấy tím gì? Hồi nãy là chị có tím đậm rồi đó. Bây giờ chị lấy tím mực thì lên giúp em tím mực nha. Đen 64 tí em hết rồi, riêu 5 còn không em? Riêu 5. Riêu 5 cho chị Nguyễn Bạch. Rồi. Chị Kim Dung Tạ là lấy size số 5. Màu đen, xanh đen xe số 5 với đỏ xe số 5 cho chị Kim Dung Tạ. Màu xanh riêu giúp em cả nhà. Chốt em màu này màu xanh riêu à. Đẹp, rất là đẹp luôn nha các chị. Chốt em màu xanh riêu. Tím mực xe số 5 cho chị Kim Vĩnh Phương. Nâu xe số 3 cho chị Trâm Thùy còn không chị? Nâu 3 cho chị Trâm Thùy. Xanh đen xe số 2 chứ. Xanh đen xe số 2 cho chị Sang lên. Tím đậm chứ không có tím quế, chị Trúc Quỳnh ơi. Đang màu tím đậm, chị chốt thì lên với em tím đậm. Tím quế đậm là không có. Tím đậm. Quýt mà đậm. Lên với em tím đậm. Giả váy là em có hai mã tím, tím mực và tím đậm. Chị lên lên đúng mã đồ giùm em nha. Đen 5 hết à. Đen 5 hết rồi đúng rồi. Đen 5 không chị? Chị nói gì? Không không, chị hỏi đen 5 á. Đen 5 hết rồi cô Mai. Cô chỉ bộ cái tiếp mực xem em.
mã nâu chị Mai Nguyễn. Đỏ 4 còn nha chị Phương Dương, chị Phương Dương. Đỏ 4 em còn, đỏ 4 cho chị Mai Nguyễn. Tiến tặng sơ số 5 cho chị Trúc Quỳnh. Quần này về cái chị mặc cái áo màu ba rất là đẹp nè chị. Quần này về chị nào có áo màu ba cái chị tự phối vô ha. Thấy cái quần nào màu màu hợp hợp đó, phối vô mặc rất là đẹp. Lên giúp em màu hồng đậm. Em đang mặc, em đang cần là màu hồng đậm. Đâu 4 cho chị Mai Nguyễn. Màu xanh riêng sơ số 5 còn không bác? Còn. Cho chị Mai Tuyết. Bộ màu đỏ em đang mặc chị Tài Thanh, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại. Đỏ 4 cho chị Phương Dư. Hồng đậm sơ số 4 cho chị Mai Nguyễn. Lên với em mã hồng đậm cho chị. Hồng đậm. Em dơ màu lại một lần nữa cho các chị ha. Rồi các chị muốn em mặc lại màu nào thì nói nha. Để cho đỡ mất thời gian của mấy chị thì các chị muốn em mặc lại màu nào thì nói. Rồi màu em đang mặc là màu đỏ các chị. Màu này lên giúp chùm em là màu hồng đậm. Chị Tài Thanh lên giúp em cân nặng và chiều cao. Lên giúp giùm em mã này là màu tím đậm giúp em nha, màu tím đậm. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu các chị. Màu xanh rêu rất là đẹp nha, 140.000 một bộ. Chất vải thun lai dông ha, cái ship là 20.000 trên một đơn. Em không có miễn ship nha các chị, còn các chị mua từ 4 bộ trở lên không phải là hàng sale các chị, chuyển khoản 100% thì em miễn ship cho các chị. Rồi lên giúp em màu xanh rêu các chị, màu xanh rêu. Chị Ngô Lan đổi cái gì? Màu xanh đổi lại là lấy xanh gì chị? Em có xanh riêu với xanh đen là đổi cái nào? Màu đen hết size số 3 luôn rồi chứ. Đúng không chị? Màu đen em hết size 3 đen luôn rồi. Rồi lên giúp giùm em màu tím mực. Hình như còn có 6 với 1. Màu đen hiện tại em còn size 1 với size 6 thôi các chị. Rồi lên giúp em màu tím mực cả nha. Màu tím mực. Chị My Lan chị chốt size số mấy vậy em? Chị Ngô Lan là size số mấy vậy? Xanh đen size 4. Giờ đổi lên size 5 hả? Còn size 5, đen size 5 còn. Chị Tài Thanh cả. Không có lên cân nặng chiều cao thì biết size gì đâu mà lấy chứ. Mà đổi em xin cân nặng chiều cao nãy giờ chứ không cho rồi chứ mặc size nào em đâu biết đâu lấy. Đỏ 5 cho chị Lê Dung. Chị Lê Dung khách mới lên cân nặng chiều cao giúp em luôn chị. Tím đậm size số 5 em hết là chữ phương tròn. Lên giúp em màu này màu đen. Màu đen hiện tại em còn size 1 với size 6 thôi các chị. Lên giúp em màu đen. Rồi màu này lên giúp em màu nâu. Tím đậm size số 3 cho chị Hồ Hình. Mã này là mã nâu. Cái nâu này ở ngoài rất là đẹp nha các chị. Ở trên like các chị sẽ thấy nó sọc ngang nha. Nhưng mà ở ngoài là không có thấy cái sọc này nha. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu các chị. Mã nâu hồng đậm size số 5 cho chị Kim Vĩnh Khu. Nó 6354 ký size 2. Màu đỏ với màu tím đậm size số 2 cho chị Tài Thanh. Tím mực size số 5 cho chị Úc Phương Trần. Tím đậm size 4 cho chị Hương Nguyễn. 1m62-65kg là chị Lê Dung lớn tuổi hả chị? Lớn tuổi là tầm khoảng 65 tuổi trở lên á. Mình phải mặc size số 5 còn không thì chốt size. Nếu mà gọn người thôi thì mặc size số 4 giúp em nha. Mặc size số 4 nha. Tại chị cũng cao đó, 1m62-65kg. Nếu mà người bình thường không có tròn người lắm chứ không có lớn tuổi thì lấy size 4 thôi chị. Đừng lên size 5. Gì mà tặng má. Lên giúp giùm em mã này là mã nâu. Mẫu này có ben nha chị. Hàng chị Tư em chỉ may là hàng hầu như là nhấn ben hết. Chị có thường là các chị thấy em lấy hàng hàng Sài Gòn rồi mấy cái hàng mango rồi thì không có nhấn ben thế à. Còn hàng xưởng nhà em may đó là hàng thiêu không thiêu gì cũng nhấn ben hết. 4 ben. Một bộ size 4. Rồi lên giúp em màu hồng giúp chị Lê Dung. Đỏ là chị Lê Dung size số 4 nè. Đỏ 4. Tím mực size số 3 cho chị Nguyễn Tuyết Nhung. Chị Nguyễn Tuyết Nhung lên giúp em số điện thoại chị. Mã nâu size số 6 mình còn không đó. Còn bộ. Nâu size số 6 cho chị Nga Ngọc.
Ok, đơn của chị Hồ Quỳnh ngày mai đi đơn luôn nha. Chị Nguyễn Tiết Nhung lên với em số điện thoại chứ. Màu này lên với em màu hồng ruốc đó chị. Màu hồng ruốc rất đẹp luôn nè. Ruốc này là ruốc nhạt nha, không phải là ruốc đậm. Màu đỏ size số 1 còn không chứ? Đỏ 1 em chốt cho chị Linh An em. Chế mua có một bộ đồ mà bên em đi đơn thu 20.000 phí ship, 1-2 chế không chịu nhận. 57 ký 1m50 là CD. C3 C3 hay quá. C3 cho chị lộn. 57 ký 1m50 C3. Mẫu này là CD. CD dưới đây con. Mất của rồi đi nè. Hồng rút xe số 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Lâu xe số 4 mình còn chị. Hồng rút xe 2 hết mau bố. Ủa quên, hồng rút xe 2 hết rồi chế ơi. Chế Kiều Anh Nguyễn lên hết rồi cái like nãy giờ rồi. Rồi hết nãy giờ. Là chế Kiều Anh Nguyễn không có nha, nâu 4 hết luôn hả chị? Mau bây giờ chỉ sò 1 bột, mau bây giờ chế cái này sò này nâu 4 em bấm đi đi. Nâu 4 cho chị Nguyễn Phượng là em hết nâu 4. Hồng rút 2 hết rồi nha chị Kiều Anh Nguyễn là không có còn nha. Ngày mai chị hỏi bạn chốt đơn giùm em đi. Nâu bây giờ chỉ còn 1, 2. Đây mua một bộ vẫn bán, vẫn đi đơn. Quan trọng là cái chị đồng ý trả giùm em 20.000 phí ship nha. Đó, còn em hôm bữa đây nè, một đơn hỏi em một bộ có bán không nè, đơn của chị Lâm Thị Nga nè. Có nghĩa là chị chốt được một bộ đồ ở bên em gọi điện chốt đơn cho chị. Xong rồi chị kêu là dòm để chị mua thêm một bộ nữa. Rồi thường là mấy bạn nhà em sẽ nói là ừ em dòm cho chị tới ngày hôm sau, nếu không có đơn thì em đi luôn, em không có gọi lại. Thường là mấy bạn nhà em sẽ nói câu đó, tại vì em không có dòm đơn lâu cho mấy chị. Xong rồi cuối cùng á là đặt 4 ngày sau không có thấy lên đặt hàng, cũng không thấy chỉ lên like, chỉ hỏi đơn hàng của chị sao mà cũng thấy lên đặt đơn mới nữa. Xong rồi tới chuyện giao tới nơi á, nói ủa đâu có một bộ mà cũng gửi tới chi cho tốn xíu vậy, không mà không nhận là không nhận. Trời ơi, nên là mấy chị mà mua một bộ em vẫn bán một cái áo bà ba có 75.000 thôi, phí ship 20.000 là đơn 95.000 em vẫn đi đơn cho các chị được nha mấy chị, vẫn đi đơn bình thường nha. Chị Quyên Phan ơi, chị Quyên Phan đừng nhắn qua bên Miss Singer, chứ nhắn thẳng vô Zalo giùm em 0907589899 nha. Quan trọng là mấy chị đồng ý trả giùm em 20.000 tiền phí ship nha. Chứ mua một bộ em vẫn đi đơn bình thường. Bây giờ nhu cầu của mấy chị muốn mua có một bộ là làm sao em ép mấy chị mua hai bộ được. Nhưng mà mua một bộ thì nhớ chứ em, có nhiều chị mua một bộ không nhớ luôn. Mỗi shop gì vậy, shop nào vậy, nhớ đâu mua bộ nào đâu. Bán gì vậy? Bán gì vậy? Rồi màu này màu xanh đen giúp em nha. Màu đỏ xe số 3 cho chị Điệp Nguyễn. Ai chị Tiết Nhung lên số điện thoại giúp giùm em nha. Xanh đen xe số 4 cho chị My Nguyễn. Màu hồng ruốc chị Tài Thanh đây. Hồng ruốc em hết xe 2 rồi nha chị. Hồng ruốc còn 1, 3, 4, 5, 6. Chị Nguyên Phan ơi, lập xưởng là cứ đúng, cứ có số lượng em đặt lò là em đặt qua lò là lò làm hả chị? Ngày hôm trước ngày hôm sau em đặt, ngày hôm trước ngày hôm sau là có rồi. Hôm nay em mới về nè. Nói chung là bữa giờ là cách một ngày em về một ấy đó, cách một ngày là về một đợt. Màu đỏ với nâu xanh số 1. 45 kg 1m55. Mặc hơi thoải mái nha chị Nguyễn Thảo. Đỏ có size 70 kg nha chị Xuân Trần ơi. Đỏ size số 3 cho chị Phan Phương. 140.000 một bộ nha chị Tài Thanh, phí ship 20.000 trên đơn, bên em không có miễn ship. Nếu cái chị mua từ 4 bộ trở lên chuyển khoản 100% thì em miễn ship nha. Chị Nguyễn Phượng có nâu không hả? Có. Phải không chị? Bộ nâu này chị kêu em bấm đó. Nâu mấy? Hình như là có đó chị. Bộ nâu cuối cùng em bấm, hình như em bấm cho chị nâu đó. Nâu mấy? À, nãy chị Phương Phượng là nâu mấy? Nâu 4 phần. Dạ. Có. Nãy còn bộ cuối cùng. Thank you.
sẽ đưa một lần nữa là dự án thôi chứ. Hầm rút xe số 1 em chốt cho chị Kim Anh. Bộ đỏ, đỏ 1 đây. Có nha chị Nga Ngọc. Đâu 6 chị Nga Ngọc có nha. Tím đậm xe số 1 em còn á chị Linh Anh em. Xanh đen xe số 4 chị My Nguyễn có rồi. 140.000 một bộ cả nha. Màu đen xe số 3 em hết rồi chị Liễu ơi. Màu hồng rút hết xe số 2 rồi chị ơi. Đỏ 75kg có nha chị Nguyễn Thảo ơi. Mẫu này em có xe 6. Giá 140.000 một bộ. Phí ship 20.000 trên đơn. Xanh riêu xe số 3 em chốt cho chị Trâm Thùy. Chị Nguyễn tiếp nhau không lên đơn. Nguyễn Thảo không thể được xá đơn. Bộ 6 mảnh đó chị Hồ Hình. Bộ này là bộ 6 mảnh nãy em like đó. Bộ em đang mặc là màu xanh đen. Tím đậm size số 1 cho chị Hồng Duyên. Bộ em mặc là giá 140.000 các chị. Quần giỏ váy xanh đen size số 6 cho chị Mai Phụng. Bộ em mặc là mã xanh đen đó cả nhà. 59kg cao 1m55 trở lên mặc size 3 chị Phạm Hồng. Xanh đen size số 1. Còn không chị Hồng? Còn bộ em mặc hả? Không ở đây còn. Rồi xanh đen size số 1 cho chị Thúy Quỳnh. Chị Út Nhiễm lên giúp em xanh đen kèm size đi chứ. Lên với em xanh đen kèm size. Rất là đẹp luôn, bộ em mặc mã xanh đen đó chị. Lên với em xanh đen kèm size chứ Diễm ơi. Hai cái đó chung đơn đó nha. Chị Hồ Quỳnh là lấy màu xanh biển hay gì chị? Cái màu này hả chị hỏi em màu này hả? Màu này là màu xanh biển, chứ lấy xanh biển 4 hay gì? Ủa hay là xanh biển mấy, lên với em xanh biển kèm size giúp em nha. Chị Phạm Hồng là size 3 là cái gì vậy chứ? Cao mét 6 nặng 60kg là bộ xanh đen size số 3 mình còn không chị? À, xanh đen size số 3 em hết rồi chị Út Nhiễm ơi. Còn 1, 2, 4, 6. Chị Phạm Hồng lấy màu gì chị ơi? Lấy màu gì? Xanh đen size số 3 hết luôn rồi chị Út Bo, Út Bói ơi. Chị Hồ Quỳnh là xanh biển size số mấy chứ? Xanh biển 4 hả? Chứ mặc size 4 đúng không? Rồi ok xanh biển 4 chứ còn không? Xanh biển 4 cho chị Hồ Quỳnh. Chị Nguyễn Thảo lên giúp nhìn em cái size. Màu đỏ size mấy chứ ơi? Xanh đen em hết size 3 rồi. Size 3 hiện tại là em còn màu xanh riêu, màu đỏ, màu hồng đậm, màu tím mực với màu hồng gút. Chị Tài Thanh hồi nãy là chị chốt tím đậm với màu đỏ. Chốt tím đậm với màu đỏ rồi, bây giờ là chốt tím đậm với xanh đen hay gì, xả cái màu đỏ hay là sao? Chị Nguyễn Tiết Nhung quỷ đơn để quanh gút bill đi chắc. Bây giờ là xả màu đỏ đổi qua màu xanh đen hay là sao chị ơi? Hồng đậm xe số 1 cho chị Hồng Duyên. Giá 140.000 một bộ đó chị. Chị Linh An An hồi nãy là chốt được bộ gì rồi chị ơi? Chị chốt được bộ gì rồi, mới bộ tím đậm mà bây giờ chị chốt bộ đỏ thì chị lên giúp giùm em là đỏ đi chứ. Bộ nào chốt, bộ nào nó rõ bộ đó giùm em nha. Chị mới hỏi em, chị chưa chốt mà. Chị mới hỏi em là đỏ có size số 1 không? Em trả lời chị có thôi chứ chị chưa chốt là em chưa lấy đâu nha. Chốt hàng nó khác với hỏi nha mấy chế. Mấy chế hỏi không mà em đâu dám chốt đâu. Xanh đen size số 5. Em hết rồi chứ ơi. Chết hết rồi nha chế Hoa Sen. Xanh đen hết 3, hết 5. Xanh đen em hết size 3 luôn nha chị Nguyễn Thị Liễu. Xanh đen size số 5 hết rồi nha chị. Bộ em mặc 140.000, 75kg, 1m55 trở lên mặc size số 6. Xanh đen size số 2 mình còn không chị? Bộ tím đậm size số 2, bộ đỏ size số 2 của chị Tài Thanh xả ra chị đi.
chị Xuân Trần ơi, cái bộ xanh biển đó là cái bộ đó là cái bộ sáu mảnh nó khác, còn bộ giỏ váy em đang mặc là khác chị nha, chốt rõ hai mã đồ giùm em nha. Giỏ váy em không có xanh biển, chốt lại giùm em đi chị. Chị lấy đỏ, lấy tím đậm với xanh đen hả? Là của chị ba bộ hả? Chị lấy đỏ, tím đậm với xanh đen đó, đúng không? Chị lấy đỏ, lấy tím đậm. Là cuối cùng chị Tài Thanh lấy ba bộ đúng không chị? Bây giờ lấy thêm bộ xanh đen nữa đúng không? Hồi nãy em chốt cho chị đỏ với tím đậm rồi đó. Bây giờ lấy thêm bộ xanh đen nữa là tổng cộng chị ba bộ đúng không ạ? Em đang mặc là quần giả váy nha chị ơi. Quần giả váy mẫu lai dông thì hôm nay em có mẫu này nha. Còn quần ống rộng là em có hàng 180, 190. Là cái mẫu thiêu nó khác nha. Em có mẫu thiêu nữa. Bộ em đang mặc là màu hồng đậm. Cả nhà ơi đừng có chốt bộ em đang mặc. Các chị vui lòng, các chị đẹp chốt giúp giùm em là cái mẫu nha. Em mặc mẫu nào các chị thấy em ở trên màn hình á, mặc mẫu nào là em chốt cho các chị mẫu đó. Và lên đúng giùm em cái màu nha. Còn muốn lấy qua cái mẫu khác thì phải cho em cái tên của cái mẫu đó em mới lấy cho mấy chị được. Còn em đang mặc cho các chị là mẫu giỏ váy là em đang mặc ở trên màn hình cái mẫu màu nào là mẫu nào để bán mẫu đó. Lưu ý giúp em nha để tránh lộn mẫu này qua mẫu kia. Màu hồng đậm size số 3 cho chị Út Bói. Ok ạ. Rồi màu đỏ size số 1 cho chị Linh An An. Màu hồng đậm size số 3 cho chị Út Nhiễm. Rồi vậy là chị chốt cho chị Tài Thanh thêm một bộ màu xanh đen nữa là của chị đủ 3 bộ đó chị. Rồi ok chị Tài Thanh nha. Hồng đậm size số 3 cho chị Phạm Hồng. Chị Phạm Hồng khách mới lên cân nặng chiều cao kèm số điện thoại giúp em đi chị. 59kg hả? Rồi lên giúp giùm em số điện thoại ra lại đi chị Phạm Hồng ơi. Em chưa lưu được số điện thoại của chị. Xanh đen 1m56 62kg. Chị Nguyễn Xuân ơi, hiện tại bây giờ là em hết xanh đen size số 3 rồi, chị tròn người không? 1m56 62kg thường là gọn người, em sẽ chốt cho cái chị là size số 3. Nhưng mà bây giờ em hết xanh đen 3 rồi thì 62kg nếu mà chị tròn người hoặc là chị lớn tuổi thì chị lên size số 4 giùm em. Còn nếu mà chốt size 4 thì về rộng rãi tí xíu thì nhấn ben vô. Đỏ 1 cục màu mẫu mình hết luôn hả chị? Rồi giờ là chị Linh An An không có đỏ 1 nha chị ơi, em hết trơn đỏ 1 luôn rồi. Ngày mai chị hỏi mấy bạn chốt đơn á, còn thì mấy bạn nhà em lấy qua cho. Hồng đậm size số 5 cho chị Mai Tuyết. Màu hồng đậm, màu đỏ với màu xanh đen chị Xuân Trần. Ok, size số 5. Chị Xuân Trần là size số 5 là chế màu hồng đậm, màu đỏ với màu xanh đen. Màu xanh đen em hết size số 5. Nên là chị được có hai bộ thôi nha chị Xuân Trần, màu đỏ với màu hồng đậm nè. Màu xanh đen em hết size số 5 nè. Ngày mai chị hỏi mấy bạn chốt đơn có thì mấy bạn nhà em lấy cho chị, còn không có thì hai bộ nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Phạm Hồng. Chứ phải thun lai dâm chứ ơi. Ống rộng màu xanh bơ, em còn cho chị một bộ size số 5. Ok chứ Trung Thu. Màu xanh bơ, size số 5. Bộ này nha chế ơi, bộ 190 nha. Em lấy cho chị bộ này nha, màu xanh bơ. Ok hả chị Trung Thu. Quần có hai túi hai bên đó chị. Màu hồng đậm size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Liễu. Rồi em đang mặc là màu hồng đậm thế chị. Bà ba chưa có hàng chứ đẹp ơi. Rồi chị nào còn sót, còn sót em đọc chưa có đọc tên thì nhắc lại giùm em nha. Rồi mà em mặc màu hồng đậm nha các chị. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu cũng rất là đẹp. Chốt em màu xanh rêu. Em chào chị Phụng Kim Thái, Thái Kim.
75kg cao mét 55 trở lên là mặc size số 6 nha chị. Bộ này em có size 6. Rồi chốt em màu này, màu xanh riêng đi các chị. 140.000 một bộ chị. Quần giả váy ha, chất không lai dông giúp em. Chốt em màu xanh riêng đi các chị. Màu nào cũng đẹp hết đó các chị ơi. Đồ này nè, các chị có mua thì về các chị coi áo bà ba đó, các chị phối vô nha. Áo bà ba mặc với quần giả váy đẹp lắm các chị. Các chị đi chụp hình là bao đẹp luôn. Đây nhét cao lên. Hồng đậm size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Dung. Ok chứ Nguyễn Dung. Hồng đậm size số 2 cho chị Tài Thanh. Rồi chốt em màu này, màu xanh riêu cả nhà, màu xanh riêu. Còn màu đỏ em còn từ size 2 trở lên chứ. Màu đỏ em còn được 2, 3, 5, 6 hả chị, 4 hết luôn hả? Cái này là size 4 mấy vậy? 4. À, màu đỏ hiện tại em còn 1, 3, ủa anh 2, 3, 2, 3, 5, 6 nha, 2, 3, 5, 6. 1 với 4 em hết. Hồng đậm size số 1. Còn hết còn một mẫu tù. Hồng đậm size số 1 em chốt cho chị Mai Trang. Ở đây còn bộ, ở đây còn bộ. Xanh riêng size số 2 cho chị Tài Thanh. Chị Tài Thanh khách mới chốt từ 4 bộ trở lên là ngày mai cọc cạc giùm em nha chứ. Cọc giùm em nha. Còn nếu mà chị tin tưởng em, chị chuyển khoản 100% thì em miễn ship. Còn nếu không thì cọc giúp giùm em mới đi đơn được nha. Tại khách mới. Màu hồng đậm size số 2 em còn á chị Hòa Nguyễn rồi. Tím đậm size số 3. Hết rồi chứ, tím đậm size số 3 em hết rồi, em còn tím mực. Màu hồng đậm còn size 2 nha chị Hòa Nguyễn. Chị Trinh Bùi ơi, chị lấy màu tím nào? Chị mặc size số 3 đó, size số 3 em còn tím mực không à? Tím đậm em hết rồi. Tím mực, hồng đậm, đỏ. Màu xanh riêng size số 6 cho chị Phụng Thái Kim. 140.000 một bộ à. Đỏ 6 chị Nguyễn Thảo. Chị Nguyễn Thảo lên viết lại giúp em số điện thoại chứ. Đỏ 6 chị Nguyễn Thảo lên lại với em số điện thoại nha chứ nè. Chị Tâm Thảo lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị. Lên giúp em cân nặng chiều cao, em tư vấn size cho chị nha. Rồi màu em đang mặc là màu xanh riêu nha các chị, màu xanh riêu. Hàng em không có bán sỉ nha các chị, em chỉ bán lẻ thôi nha. Màu này lên với em màu tím mực. Đây là màu tím mực nha các chị. Rất là đẹp. Em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Thảo. Xanh riêu size số 3. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Liễu. Chị Tài Thanh hồi nãy hình như có màu hồng đậm size số 2 rồi nha chị ơi. Ngày mai cọc cạc cọc giùm em nha chị Tài Thanh. Còn không thì chị khoản thì em miễn ship nha. Từ 4 bộ trở lên chị khoản thì em miễn ship. Chị Trinh Bùi xanh riêu cũng được. Là cuối cùng chị chốt xanh riêu size số mấy chị? Xanh riêu size số 3 chị lên giúp em riêu 3 kèm theo số điện thoại trên cùng một bình luận giúp em nha. Chị Trinh Bùi. Màu xanh đen em hết. Màu hồng đậm em còn. Màu xanh riêu còn xanh năm không chị? Còn, xanh riêu còn xanh. Rồi chị Thanh Dương là được 2 bộ nha. 1m7 là chị mặc ngắn hơn em mặc nha chị. Xanh riêu với hồng đậm thôi. 1m7 70kg em lấy là chị size số 5 nha. Chị gọn người hơn chị ơi. Chị gọn người hơn, eo của chị tầm khoảng bao nhiêu? Chị có thể cho em xin thêm xem phỏng hỏng cái dòng eo của chị được không? Để em biết em chốt cho chị size số 4 hay là size số 5. Tại chị cao tới 1m7 lận. Rồi với lại là 1m7 thì quần mặc ngắn hơn em mặc nha. Chị nha. Em không có bảo đảm cái chiều dài cho các chị nha các chị. Xanh riêu size số 3 chị Nguyễn Thị Liễu em bấm bill chưa vậy chị? Rồi đúng không? Chị Tâm Thảo 1m57 nặng 57kg.
gọn người thì mặc size số 2, còn tròn người thì lên size 3 giùm em nha chị. Gọn người thì mặc size 2, còn tròn người thì lên size 3. Eo dưới 80, eo tầm khoảng 78 trở lại thì mặc size 2, còn trên đó thì mặc size 3 giùm em. Tím mực size số 1 cho chị Trinh Bùi. Ủa chị Trinh Bùi hồi nãy là chốt size 3, không bao giờ sao tự nhiên chốt tím mực size 1 vậy chị? Khách mới chốt kỹ giùm em nha. Xanh riêu size số 5 với size số 6. Hết rồi. Hết. Xanh riêu size 5 thì hết. Hết luôn rồi. Xanh riêu hết 5 hết 6. Rồi chị Trinh Bùi. Chị Trinh Bùi là xanh riêu size số 3, tím mực size số 3. Rồi em thấy số điện thoại luôn. Dạ không nhớ nữa chị Phan Châu ơi. Đơn của chị Cẩm Minh hôm qua gọi rồi là đi rồi đó chị. Rồi chị Thanh Dương ơi, chị Thanh Dương còn ở trên live không? Trả lời giúp em để em biết em lấy size nè chứ. Em lấy size để em chốt cho mình nè. Chị trả lời giúp em nha, để em biết em lấy size em chốt cho mình nè. Với em lại em chốt cho khách nữa. Một bộ màu hồng đậm size số 3 cho chị Tiến Nguyễn. Xanh riêu size số 4 em còn đó chị Minh Thu. Chứ lấy riêu 4 với riêu 4 được không? 5, 6 em hết rồi. Rồi chị gì không có trả lời gì chị. Chị gì size số 5 nè. Chị Thanh Dương không có trả lời. Vậy em chốt cho chị size số 5 nha. Về động thì nhấn men vô giùm em nha chị. Không có thấy chị trả lời. Ok, xanh riêu size số 4 cho chị Minh Thu. Tím mực size số 1 em chốt cho chị Nga Lê. Rồi em lên lại màu cho các chị. Các chị chốt cái bộ mã nâu này đi. Mã nâu em hiện tại em còn được có size 1 với size 2 hả chị? Mã nâu này hiện tại em còn được có size 1 với size 2 à. Cái mã nâu này đẹp lắm nè các chị. Cái vải nó đã lắm nha. Vải các chị sờ vô nó như nhung vậy. Ở ngoài các chị sẽ không có thấy cái sọc ngang này đâu nha. Cái nâu này ở ngoài rất là đẹp. Chị nào size 1, size 2 chốt đi. Lên với em mã này là mã nâu các chị. Cái này là lô màu không à. Nhưng mà có em có trang vô cho mấy chị một lô cái họa tiết này nè. Lên với em mã nâu nha, mã nâu. Rồi lên với em màu hồng ruốc các chị. Em là 1m58 đó chị Trinh Bùi. Giờ chị không thích dài thì chị lên like nha. Rồi lên giúp giùm em sợ ngắn. Không biết làm sao cho nó dài ra thôi chứ. Quần nó dài thì cắt lên ngắn nó dễ mà. Em đang mặc là tím mực đó chị Mỹ Linh. Bộ này chị mặc size 2 chị Mỹ Linh này. Bộ giá váy này chị mặc size 2 này. Hình như vậy á chị Nguyễn Phượng. Chị được bộ nâu 4 á. Rồi lên giúp em màu hồng ruốc cả nha. Ruốc này ruốc nhạt nha cái chị đẹp nha em. Chỉ sợ cái chị mặc ngắn thôi chứ mặc dài thì nó quá dễ nha mấy chị. Dài thì lên like dùm em tí xíu. Tiếng mực size số 4 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Ok, của chị Tài Thanh là 5 bộ đó chị. Ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị đó. Gọi điện chốt đơn, một là chị cọc giúp dùm em ha, hai là chuyển khoản em mới đi đơn nha. Để ngày mai xuống dưới mất công mấy chị lại là không có chịu. Rồi lần nhận đó chị mua đó giờ chị không có cọc đồ chị uy tín đồ này kia đó. Nói chung á là uy tín của mấy chị thì em tin đó, nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc ở bên em rồi mấy chị thông cảm. Rồi chốt tiếp giùm em. Tím mực còn size số 1 quá chị Linh An nghe nè. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị, màu đen. Màu đen hiện tại bây giờ em còn được size 1 với size 6 là các chị, màu đen nha. Rồi màu xanh riêu. Xanh riêu hiện tại bây giờ là còn 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 6. Em cân theo cân nặng chiều cao thì 60kg, 1m58 là mặt size số 3 đó chị Trinh Bùi. Còn rộng nhiều hay rộng ít hay vừa hay không thì chị mua về thử đi. Chứ em đâu có lấy cái thước dây lại em đo cho mấy chị đâu mà em biết.
Còn nếu như mà mình sợ á, thì thôi nhé chị ơi, mình đừng có chốt mua hàng online mà mới chết. Nhà em cứ sợ A, sợ B, sợ C, sợ về mặt không vừa, rồi không như ý, là đi sửa không chịu nữa, mất công lắm. Hàng online thì em canh cho mấy chị thì theo cân nặng chiều cao thôi, chứ em đâu có biết là vừa hay không nha. Vừa nhiều hay vừa ít, vừa như mong muốn của mấy chị hay sao thì em không có ấy được. Canh ở mức tương đối thôi chị. Màu hồng ruốc đó, 50kg cao, 1m53, mặc vừa không em. Mặc size số 1 vừa, nhưng mà bị dài nha chị. Cái quần dài về lên like giùm em. Đợt này em may cái quần này dài lắm. Mã nâu, cái bộ này là mã nâu nha chị. Chị Phượng thấy bộ đen 5, bộ đen 6 này, vậy thì chốt cho chị bộ này. Thì chị bình luận cái đó làm sao? Chắc là chị bình luận rồi chị hỏi lại thêm nên chốt thêm á. Này lúc 7 giờ 12 nè. Thì em giữ nguyên đi, giữ nguyên hai bộ đó cho chị đi, rồi ngày mai có thì xả ra. Không thấy cái nào thì xả ra. 54kg 1m6 là mặt size 2 nha chị Lê Trinh ơi. Màu hồng ruốc em hết size 2 rồi chị Tài Thanh. Hết size của chị rồi. Mình lấy một bộ tím mực size số 1. Tím mực size số 1 cho chị Linh ngang ngang. Size 4 mã gì chị Nguyễn Xuân? Đen trắng trắng. Đen trắng trắng là mã gì em nữa nè? Đen trắng trắng là cái nào vậy chứ? Cái này hả? Cái này nó ngoài nó là màu da, màu nâu nha, nó không phải là màu trắng. Mã nâu. Chị Nguyễn Xuân lấy chị size 4 là size 4 là màu gì chị? Cho em cân nặng chiều cao của chị đi, chị Nguyễn Thị Bích Loan. 140.000 một bộ nha các chị ơi. Màu này lên giúp em là màu xanh riêu, chốt phải phun lai dông giúp giùm em. Rồi lên giúp em màu này các chị, màu này lên giúp em là màu riêu, xanh riêu. Các chị cho cân nặng chiều cao đi, em tư vấn size cho nó nhanh các chị. Nhiều khi em đọc ví dụ như size 2 50 đến 55 kg mặt vừa. Mấy chị 55 kg mấy chị cao có 1m50 hả? Dạ các chị mặc không vừa nữa mất công ha. Chị mặc size số 4 nha chị Bích Loan. Rồi lên giúp chị em bộ này là màu xanh đen các chị. Màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen nha, lên giúp em xanh đen ạ. Rồi màu này lên giúp chị em là màu hồng đậm các chị. Chốt em màu hồng đậm. Chị em bộ màu đỏ. Xanh đen size số 6 mình còn chị. Còn bộ. Xanh đen size số 6 cho chị Minh Thu. Tím mực size số 2 chị còn. Tím mực size còn. Tím mực size số 2 em hết chị. 3, 1, 3, 4, 5. Hết nha chị Lê Trinh này. Màu tím mực size số 4 cho chị Bích Loan. Màu xanh đen size số 4 cho chị Nguyễn Xuân. 140.000 một bộ chị Bích Phượng. Lên với em màu hồng đậm cả nhà. Chốt em màu này màu hồng đậm. Xinh là xanh đen đúng. Chốt em màu hồng đậm à. Màu đỏ. Đỏ em còn được 2, 3, 5, 6. Đỏ em còn được 2, 3, 5, 6 nha. Rồi lên giúp em đỏ các chị. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu tím đậm. Chốt em màu tím đậm cả nhà, màu tím đậm. Rồi lên với em màu tím đậm đi cả nhà, mình đây rất là đẹp luôn. Chốt em tím đậm nha. Rồi em lên cho các chị một mẫu ống rộng nha các chị, một mẫu ống rộng dài màu. Đỏ size số 2 cho chị Tâm Thảo. Hay là em lên cho cái chị bộ cách tông đi ha. Bộ cách tông màu đi. 16. Hồng đậm size số 3 cho chị Diệu Quang. Chị Diệu Quang nãy là em tư vấn chị mẫu này là size 2 hay là size 3 vậy chị? 57kg cho em chiều cao đi chị Diệu Quang ơi.
chốt điện thoại chuyển khoản qua đâu thì mấy bạn nhà em gửi tin nhắn cho chị nha, gửi tin nhắn hết em hết đó, mấy bạn gửi qua rồi chị chuyển khoản qua tài khoản đỏ một em hết rồi chị Bích Phượng. Xanh đen 1m53 50kg là xanh đen size số 1 còn hả chị? Xanh đen size số 1 cho chị Minh Bùi. $140.000 một bộ nha chị Lê Thiết Nguyễn Hà. Mét 58 57 ký gọn người thôi chị ơi. Gọn người thì bộ này em lấy cho chị size 2 nha. Chị Minh Bùi lên giúp em số điện thoại. Số điện thoại mới có 9 số à, nó bị rớt đâu hết một số rồi chứ ơi, lên lại giúp em số điện thoại nha chị Minh Bùi. Dạ em cảm ơn chị Út Nhiễm. Đó, size số 2 cho chị Lê Trinh. Chị Tuyết Anh Nguyễn này, xanh riêu size số 4 cho chị Minh Thu. Xanh riêu size số 4 chị Minh Thu có rồi chị. Em lấy cho chị rồi. Chị Diệu Quang ơi, chị gọn người không? Gọn người thì em lấy size 2, còn không thì em lên size 3 nha chị. Rồi em thấy số điện thoại của chị Minh Bùi. Coi lại giúp em số một lần nữa nha chị Minh Bùi ơi, em đọc lại nha. 0393 36 0373. Ok hả chị? 0393 và 36 0373. Thôi ngày mai gọi cho em chị không được nữa đó. 140.000 một bộ chị, quần giả váy hết em. Trả lời là em chưa có lấy size cho chị nha chị. Còn cái mẫu 6 mảnh hồi nãy là chị mặc size 3 là ok rồi đó. Còn cái mẫu này thì cái form nó thoải mái hơn tí xíu. Hồng rút size số 1 cho chị Mai Trang. Dạ thun Mỹ là không có lên nữa đó chị. Theo dự định là từ đây tới Tết em sẽ không có lên thun Mỹ nữa. Còn trong đó không biết có thay đổi gì ơi, không biết ha. Còn ngày mai là em lên cô tông mịn nha. Chị thích mặc hàng thiết kế thì ngày mai lên mua cô tông mịn giùm em. Còn thun Mỹ là em like hồi trưa rồi. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Thôi em mặc là màu tím mực nha các chị. Quần giả váy nha. Hiện tại em còn size 1 với size 6 rồi chị. Rồi em lên cho các chị bộ này nha. Bộ này em mới về, em còn đầy đủ size cho mấy chị. 190 nha các chị, bộ ống rộng. Đâu có đâu em, nó là màu 6 mảnh nào. Lên bộ cách tông chứ đỏ 2 cho chị Bích Phượng. Chị Hồng Xuân đổ chốt màu tím nào vậy chị ơi? Chị chốt tím đậm hay là tím mực à? Xanh đậm size số 4 cho chị Bích Long. Chị Hồng Xuân đổ là có tím mực với tím đậm, chị lấy tím nào?
Rồi bây giờ lên bộ cách tân cho các chị, lên bộ cách tân trước cho các chị, bộ cách tân trang sáng. Từ xanh đen sang xanh nâu, bây giờ cái xanh đậm luôn. Chốt bất chấp đi. Người ta liên quan đến xanh xanh là em ơi chứ. Nó như vậy nó không biết đường tiến. Em lên cho các chị bộ cách tân ha, chất liệu vải xô len nè, hàng theo trực tiếp giúp em giá 160.000. Bảo em đang mặc cái chị lên giúp em xanh riêu, cái này lên giá tiền giùm em nha cả nhà. Cái này cái chị lên giúp em là xanh riêu 160 ở phía sau giùm em kèm cái giá tiền giùm em nha. Bộ này thì có xẻ đinh nha các chị. Bộ này có xẻ đinh giùm em. Chị tiết hàng là có nha chị ơi. Nãy chị hình như là chị có hai bộ đó. Nhưng mà ngày mai thì cọc giúp giùm em rồi đi đơn nha. Tím mẫu mặt là tím mực em hết trơn size 2 rồi. Em còn tím đậm mà. Rồi, bộ này là bộ cấp tân nha các chị, chất liệu vải xô len và hàng thiêu trực tiếp giúp em nha, thiêu cổ, giá 160, các chị lên giúp giùm em màu này là màu xanh riêng. Chị Nguyễn Phong đang hỏi em là mẫu 6 mảnh hay là mẫu nào vậy chị? Xanh riêng size số 6, 160 còn không chứ? Màu này lên giúp em màu đen. Màu đen giúp em cả nhà màu đen nha. Màu đen nhớ lên giá tiền giúp em nha các chị. Màu này lên giúp em màu tím lục bình, cháu em tím lục bình nè. Xanh riêu 6 thì hết thì em nhớ xanh 6 còn hả? Riêu 6 cho chị Minh Thu là em hết riêu 6. Màu cam đất, cái màu này đẹp lắm nha các chị. Màu cam đất giúp em nha, lên với em màu cam đất ạ. Màu cam đất giá 160 các em. Màu tím Huế các chị. Màu tím Huế nha, chất liệu vải xô len giúp em. Lên với em màu này màu tím Huế các chị. Chất liệu vải xô len hàng thiên trực tiếp giá 160.000. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đào. Em còn thiếu bộ màu xanh Cuba nữa. Lên với em màu này màu hồng đào các chị. Lên với em màu hồng đào. Màu đỏ. Đỏ này lên giúp em đỏ tươi nha. Đỏ tươi đỏ ớt đó các chị. Lên với em mã đỏ. Đỏ 160 nha, đỏ 160. Cam đất size số 2 mình còn không chị? Cam đất size số 2 hết trơn chế đẹp ơi. Bộ này size 2 em hết luôn rồi. Còn size 1 không? 6 mảnh màu đen size số 1 hết luôn rồi chị. 6 mảnh thì 1 hết chứ chị lên 2 được nha. Tại vì cái form nó gọn. Tiếng Quế size 6 hết luôn chứ ơi, size 6 em còn được có nhiêu đây nè. Size 6 em còn màu đen, màu xanh Cuban với màu đỏ. Còn được có 3 màu. Đây là màu xanh Cuban. Đỏ 6 chị Ánh Tiên lấy bộ 160 hay chị chứ rồi, chứ lên giúp em cái giá tiền ở phía sau để cho nó đừng có bị lộn qua cái bộ giả váy nha. Lên với em bộ này là màu xanh Cuban cả nhà, chốt em xanh Cuban rất là đẹp luôn. Cuban em còn từ xe 2 trở lên. Tiếng Huế 6 em hết luôn rồi. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu xanh riêu nha. Xanh riêu 160. Đỏ các chị, đỏ cũng đẹp nha, đỏ lên rất là đẹp luôn. Đỏ em thêu cái bông lên màu vàng cho các chị rất là đẹp. Rồi lên giúp em mã đỏ đi các chị. Giúp em đỏ nha. 120.000 nha chị Nguyễn Nương. Màu xanh Cuban size số 6 cho chị Phượng Thúy. Màu hồng đào size số 3 còn không chị? Hồng đào size 3 cho chị Tiến Nguyễn. 6 mảnh là 120 nha chị. Hàng em mới về nha, 6 mảnh màu nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, chốt giúp giùm em màu đỏ. Chốt em đỏ thôi chị.
đỏ size số 2 cho chị Minh Thu. Màu này lên giúp em là màu xanh Cuban. Xanh Cuban em còn từ size 2 đến size 5. Xanh Cuban em còn từ size 2 đến size 5. Cái gì đẹp chốt giúp em ha. Chốt em màu xanh Cuban. Rất là đẹp luôn nha các chị. Lên với em màu này màu xanh Cuban các chị, màu xanh Cuban. Xanh Cuban size số 6 hết rồi chứ. Còn có đỏ chứ. Số 6 giờ em còn đỏ với đen à. Cuban nãy em mới chốt cho chị Phượng Thí em hết rồi. Hồng đào cả nhà ơi. Hồng đào hiện tại em còn 3, 4, 5 cái chị. Hết 1, 2, 6 hồng đào. Đỏ 70kg có chị. Đỏ 70kg là đỏ 5. Nó cao 1m55, 56 trở lên là mặt size số 5. Chị Minh Thu là chốt xanh Cuban 4 rồi. Ủa xanh Cuban 4 cho chị Minh Thu. Không có thấy bình luận chứ. Nó bị trôi á. Xanh Cuban 4 cho chị Minh Thu ok chứ. Nó bị cho bình luận em không thấy á. Lên với em màu hồng đào. Rồi em lấy cho chị xanh Cuban size 4. Lên với em màu hồng đào đi cả nhà. Hồng đào em còn được 3, 4, 5 cả nhà. Hồng đào em còn được size 3, size 4 và size 5. Rồi lên với em màu tím Huế. Tiếng Huế em còn size 2. 2, size 3, size 4, size 5. 2, 3, 4, 5. Ủa còn 1 nữa kìa. Đó không phải nó không? Rồi tiếng Huế em còn 1, 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt em màu tiếng Huế rất là đẹp luôn nè các chị. Chốt em màu tiếng Huế nha, tiếng Huế. Tiếng Huế xe số 5 em chốt cho chị miền Tây quê tôi. Ok chứ. Tiếng Huế em còn 1, 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt em màu tiếng Huế chị. Tiếng Huế xe số 1 cho chị Mai Trang. Tiếng Huế xe số 5 cho chị Gió Linh. Rồi màu cam đất giúp em. Cam đất em còn 1, 3, 4, 5. Xanh riêu xe số 2 còn hết chứ. Riêu 2 em chốt cho chị Vui Phan. Màu cam đất cái chị rất là đẹp. Cam đất em còn được 1, 3, 4, 5. Chốt em màu cam đất nha. Hàng em có nhấn bên cho các chị hết nha. Hai bên trước và hai bên sau. Rồi lên giúp em ạ. À. Em là 1m58 nha các chị. Em 48-49kg. Em đang mặc cái này là size số 1. Size số 1 vẫn là 50kg trở lại giúp em. Chị nhìn cái chiều dài áo với chiều dài quần giúp em ha. Rồi lên giúp em bộ này là mã xanh. Ủa anh mã cam đất. Lên giúp em cam đất kèm size giúp em các chị. Bộ xanh trên ghế này hả chị? Chờ em tí xíu đi em lên cho. Nó là bộ ống rộng. Cam đất size số 5 em chốt cho chị Gió Linh. Là em hết cam đất 5 luôn. Lên với em màu đen. Đen là em còn từ size 1 đến từ size 2 đến size 6. Hết 1. Em còn từ size 2 đến size 6. Cái gì đẹp chốt giúp giùm em nha. Lên giúp em là màu đen cả nhà. Rồi lên giúp em màu đen. Đen em còn
còn từ size 2 đến size 6 cái chị đẹp chốt em mã đen à. Rồi lên giúp em màu đen. Tím lục bình. Em còn từ size 1 đến size 5. Rồi lên giúp em tím lục bình. Đẹp quá đó chị ơi. Lên giúp em tím lục bình nha. Tím lục bình em còn từ size 1 đến size 5. Rồi chốt em 160 nha các chị, bộ này 160. Chốt liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp giúp em mấy chị. Chốt em tím lục bình. Không nhớ luôn, chị miền Tây quê tôi. Cái mẫu em like rồi, chắc chị có mua rồi á. Rồi, bỏ em lên cho các chị bộ ấm rộng nha. Đen size 1 em hết rồi chị Nguyễn Lương rồi. Bộ đó em còn từ đen từ size 2 đến size 6. Rồi bộ em đang mặc là bộ ống rộng nha các chị. Chất liệu vải solen luôn, hàng thiêu trực tiếp luôn giúp em luôn, ống rộng dài. Ống rộng dài màu giúp em nha, hàng thiêu trực tiếp. Đen 4 chốt cho chị Nguyễn Thị Thị Linh. Màu em đang mặc các chị lên giúp em màu xanh bơ, bộ này giá 190 nha chị. Bộ này giá 190 giúp em nha, bộ ống rộng dài màu. Màu em đang mặc là màu xanh bơ. Rất là đẹp luôn các chị. Chốt em màu xanh bơ. Đây nha các chị. Màu này lên giúp em là màu hồng dâu. Đừng lên hồng đào nữa vì trùng lắm mấy chị. Chốt em hồng dâu. Chốt em màu hồng dâu nha, hồng dâu. Màu vàng. Vàng này là vàng đậm nha các chị. Nó không phải là vàng vàng nhẹ nha, vàng đậm á. Lên với em màu vàng các chị, chốt em mã vàng. Lên với chùm em là vàng. 190. Rồi màu đen. Cái này cái chị lên đen thì lên giờ kèm em cái giá luôn nha. Lên giúp em mã đen à. Chốt em đen, cả nhà đen. Em đang mặc là phân bơ nha. Rồi màu cà phê sữa. Chốt em màu cà phê sữa à. Rồi chốt em màu cà phê sữa. 80kg không vừa chứ ơi. Hồng dâu size số 4 cho chị Minh Thu. Bộ này em có tới 75-77kg trở lại. Chốt em màu đỏ. Lên với em thêm cái đỏ 190 luôn nha. Đỏ 190 luôn. Lên với em đỏ. Màu xanh mực. Màu xanh mực giúp em. Hoặc là màu xanh đen cũng được chị. Xanh mực. Rồi em có tím quế bộ này luôn. Bơ ba cho chị Phạm Hồng. Chốt em màu tím Huế. Tím Huế 190. Chốt em mở tím Huế. Màu xanh két. Rồi màu cuối cùng là màu xanh két. Chờ em hết cái chị. Em đang mặc là xanh bơ, màu em đang cầm là màu xanh két. Rồi chốt em màu xanh két. Giá 190 cái chị. Giá 190 giúp em ha, màu xanh két. Quá đẹp luôn. Ống rộng. Rồi màu xanh két.
màu tiếng Huế. Tiếng Huế size 6 cho chị Minh Thu. Bộ này các chị với các cô mặc sẽ rất là sang nha các chị. Rất là sang mà đẹp. Màu tiếng Huế. Chớ em màu xanh mực nha, màu xanh mực hoặc là màu xanh đen cũng ok. Xanh mực hoặc xanh đen đều ok. Màu đỏ. Xả thì ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn xả giùm em đi chị Bích Phượng. Rồi lên giúp giùm em đỏ nha các chị. Chốt em đỏ. Lên với em màu cà phê sữa. Chốt em màu cà phê sữa, các chị rất đẹp luôn màu cà phê sữa. Màu đen. Màu vàng giúp em cả nhà. Xanh mực chị Đỗ Nhi cho em cân nặng chiều cao đi chị. Chốt em màu vàng đi các chị, màu vàng. Lên với em màu vàng. Chị Đỗ Nhi lên giúp em cân nặng chiều cao à. Rồi màu hồng dâu. Chốt em màu hồng dâu. Hồng dâu với hồng đào là nó xem nha, nó giống nhau nha mấy chị ơi. Hồng dâu với hồng đào là nó giống nhau á, tại vì hai mẫu em sợ đi trùng mất công mấy chị lên mà nó bị trùng á, nên là em lên hai cái mã nó khác nhau ha. Hồng dâu với hồng đào nó là một đó. Rồi lên giúp em màu này nha các chị, màu hồng dâu. Mét 67 nặng 80kg hả chị? Chị ơi chị mặc vừa không? Cái chiều ngang không biết vừa không, rồi cái chiều dài 1m67 là mặc nó bị ngắn cái chiều dài nữa đó. Tiếng Huế xe số 2 cho chị Linh Trúc. Chị Linh Trúc là chốt bộ tiếng Huế em đang mặc đúng không chị? Bộ 190 đúng không? Em đang mặc là xanh bơ. Hồng dâu có xe số 1. Chị Nguyễn Phân. Có luôn rồi hả chị? Bên đó là xe 3 hả? Rồi tiếng Huế em hết trơn size 2 rồi, chế Linh chút coi. Tiếng Huế size số 2 hết trơn rồi, chế chọn qua màu khác giùm em được không? Tiếng Huế em còn size 1, size 3, hết 2 rồi. À còn bộ nè. Mẫu hả? Còn bộ mẫu. Vậy là lấy cái mẫu, cái bộ size 1 mới trả. Ok nha, tiếng Huế chị có nha chị Linh chút. Hồng dâu có size số 1 á, chị Nguyễn Phong có lấy size hồng dâu 1 không chứ? Còn bộ mẫu. Hồng dâu em còn bộ mẫu size 1 á, chứ lấy đi để hết á. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu xanh bơ. Bơ bơ. Bơ bơ. Rồi tối nay em like tới đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình vào buổi live trưa mai ha. Chưa mai lên cô Tâm Mịnh nha cả nhà ơi. Xanh bơ chị Nguyễn Phượng mặc size số mấy chị? Xanh bơ chị mặc size số mấy? Lên giúp em chèn cái size nha. Hồng dâu size số 1 cho chị Nguyễn Phong. Là em hết hồng dâu một luôn.
Rồi em offline ở đây nha cả nhà. Đơn này là ngày sáng mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Các chị có đơn thì nhớ để điện thoại giúp em. Em chào tất cả các chị. Chúc các chị ngủ ngon.